Đâu, anh không có chính em. Cái nào của anh cũng mấy triệu đô hết đó, thì cái nào chính, cái nào phụ bây giờ, đúng không? Anh không có chính. Anh chỉ cơ sở thôi, ví dụ như cơ sở này là cơ sở ở Tây Sài Gòn, có một cơ sở ở Bắc Sài Gòn, có một cơ sở ở Đông Sài Gòn, một cơ sở ở Nam Sài Gòn. Đó. Mà mai mốt có hai ba cơ sở nằm ở Center Hồ Chí Minh xí đì em. Xong rồi anh về anh nằm ở Cần Thơ xí đì, đúng không? Đà Nẵng xí đì, Nha Trang xí đì. Đó, anh chơi mấy cái xí đì không mà anh không có chơi mấy cái rồ vin nha mấy em. Mấy cái rồ vin cùi lắm, chơi chưa được mấy em. Chừng nào nó lên xí đì đi rồi mình chơi sao nha. Công việc của em rượu bia nhiều, dùng thực phẩm chức năng tăng cân có tác dụng không anh? Nó mập cái vú, nó cân bằng cái bụng bụng em nha. Đệ tử hốt khách đi, đệ tử khỏe thế này ngày lái được mấy máy bay anh? Bậy bậy, tao không lái máy bay mày. Tao là gì, bác nông dân vui vẻ nha. Tao bị say sóng máy bay, lái không được, chóng mặt xỉu. Hello everybody nha. Tập sớm quá mấy bọn, tập đúng giờ sớm gì bố. Anh có định ra Hà Nội không anh? Hà Nội tao đi hoài chứ gì. Máy bay để anh rồi, ok, mai mốt có máy bay nào em bắt xe cho anh liền. Chào Hoàng Thiện nha. Ê, bữa nay anh mới coi cái video Phạm Lương ông chửi vô leo như chó luôn em. Ví dụ gì vậy? Tự nhiên hồi sáng hôm nào nó xe một cái vô tao coi một cái. Ông Phạm Lương ông chửi, trời đất ơi, ông chửi nát nước luôn nội ơi. Thằng cha này chửi dữ thiệt. Ông không like bên Facebook hả? Có mà. Ủa mày là Dương Vi bên bên Facebook luôn á hả? Hello everybody nha. Anh làm cái center ở quận 10 hay Tân Bình cho bọn em có điều kiện tập gym hiện đại đi anh. Trời đất ơi, quận 10 thì đang anh mới nói chuyện với bà chủ đất trên đường Đồng Nai đó mấy em. Bà đòi anh 60 tỷ. Anh trả giá bà 6 tỷ bán không? Bà chửi quá trời, bà chưa trả lời em. Toàn chiều nay có bắt hôn lại không? Tại vì anh có cái nguồn tin là bà này á, bà lái phi công nhiều quá, bà tốn tiền, bà đang thiếu nợ đó. Bây giờ bà buộc phải bán đất để bà trả nợ, không là phi công hiếp dâm bà đó. Ô, Phạm Lương mỗi lần like 5 phút chất lượng, 5 phút cái con khỉ. Ông làm video đó 30 phút luôn, tao coi tới phút 15 rồi tao mệt quá tao nghỉ coi luôn rồi. Ông chửi trời, giờ ông chửi kia như quỷ. Nhiều khi hên bán luôn đó anh chứ sao, làm ăn là phải hên mấy em. Anh lái bả luôn thôi, bậy 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 má, chơi cái đó không có bền bà ơi. Làm ăn là làm ăn, đừng dính vô đàn bà nha. Wow, Đồng Nai gần chỗ em vui quá anh ạ. À, nếu mày bả chịu bán tao 6 tỷ là chiều nay tao bắt ráp tao đi trồng tiền liền, tao vui hơn mày nữa. Không, Đồng Nai không được thì qua Trường Sơn, không được Trường Sơn qua Ba Vì, Bạch Mã, thứ cha gì mẹ ơi. Khu đó nhà nghèo cá đống. Tao nói thời buổi này ở Việt Nam nó chuyện mình làm ăn phải mình ác chứ thiệt á. Bây giờ tụi nó nhà nghèo, tụi nó thiếu nợ, kiểu gì tụi nó cũng bán hết nè. Mấy cái đất lớn đó đâu ai mua đâu, đúng không? Nó chảnh với duy là không có được đâu. Thí dụ như đất bự á thì dự án nó còn mua, đất nhỏ thì dân nó mua, mà cái đất BD mà 300 mét vuông khó bán lắm mày ơi. Đúng không? Còn mà chỉ có những người nhanh mua thôi. Thì thôi làm lẹ đi, 6 triệu, của lộn 6 tỷ. Hồi nãy nghe 60 tỷ mà anh thì trả giá, mày mua mày không biết trả giá hả? Mày mua đất như mua rau vậy đó. Thằng nào trả giá hay nó ăn à. Khu biệt thự Cộng Hòa bót ơi. Cộng Hòa nằm ở Tân Bình ông ơi. Em mới chuyển khoản hôm qua anh nhận được chưa? Ngân hàng nào em? Em chuyển mấy ngân hàng mà nó có dịch vụ chuyển tiền nhanh á thì mới nhận được, còn mấy ngân hàng mà dịch vụ chuyển tiền thường là ngày mai nó mới tới nha. Kêu vừa thôi, em cứ trả thêm cho người ta vài triệu đi. Sáng đi đá banh chiều tập gym được không ạ? À? Ủa má, đời mày thất nghiệp hay gì mày bào dữ mày? Đúng không? Đời nó ăn rồi sáng tập gym chiều đá banh, tao hỏi mày kiếm tiền đi chứ đi học lúc nào? Mấy thằng đó là tao nói rồi, không có được mấy em. Tập gym chứ là phụ thôi, thể thao chứ là phụ thôi, một ngày chơi 1 tiếng 2 tiếng như Nguyễn được rồi, thời gian còn lại mình cố gắng mình học tập.
mình lao động mình kiếm tiền, dân giàu thì nước mới mạnh, đúng không? Đó. Còn người tụi bay thì bây giờ tập đã đời cái tướng đẹp không mà nghèo như chó, đừng có ra đường lái máy bay để anh em cạnh tranh với nhau đồng môn mất lòng, đâu có đáng đâu đúng không em? Mà chặt chém nhau nữa, đúng không? Phá giá nhau, phá giá nhau, rồi mẹ chả ưa nhau, sắp dao ra chém nhau luôn vì cái máy bay thôi, thấy nhảm chưa? Tôi nói thiệt, đạo đức của gamer dạo này nó suy đồi giả mang luôn á, đúng không? Tập tạ rồi tập tành nhóm BT này nọ rồi cắn đá, đúng không? Rồi thuê khách sạn rồi chụp tập thể, nhiều khi nó ngáo quá trời đó em. Hai thằng trai nhìn nhau tưởng là một nam một nữ, nó quất luôn em, đúng không? Nó băng hoại tới mức độ đó, không phải chơi đâu, nó rất là nghiêm túc luôn á. Nên ngày xưa cái ngành gamer nó danh giá, không phải còn giờ gamer đỉ với phò trá hình không à, chán gì đâu luôn á, riết chả muốn nói luôn em thiệt. Nhiều khi mà không lẽ giờ mình bỏ gamer thì cũng được, gamer là sự nghiệp cả đời mình đeo đuổi, là ước mơ, đúng không? Là khát vọng tuổi trẻ, là hoài bão tuổi già đó. Mà bây giờ mình không có sức lực của mình nó có hạn, mình nhìn cái giới gamer trẻ đi vô đường lũng bại như vậy đó, đau lắm em, đúng không? Đau lắm. Nhiều khi cám dỗ đồng tiền này nọ, ngày xưa ta 50 triệu ta sống được, bây giờ nó 20 triệu nó chưa thỏa mãn nữa, nó phải lái thêm nữa kiếm nó 50 triệu, nó lái thêm rồi thằng này mất lòng thằng kia, giành qua giành lại chém lộn từ lưa hết. Máy bay thường ở đâu nhiều anh, ở trong quán bar vũ trường với trong phòng game đó mày. Sạc cơm băng hả? Trời ơi, bây giờ bạn chơi sạc cơm băng chừng nào nó mới tới bạn? Nói thiệt, cái ngân hàng nó không phá sản là nó hên rồi đó. Cái thời nói với thằng Phương Nam, hai thằng BD tưởng nó ngoéo rồi. Mình con em nằm trong ngân hàng đó, nó thôi mày di chuyển hộ khẩu đi mày ơi, mà làm cái thằng quỷ này không biết chết chừng nào nữa. Ngân hàng đó nó kém lắm mà. Ê, pha anh Dark Master đi mấy em. Sạc cơm băng rút tiền ok, mà anh không thì ngân hàng nào mà rút tiền trả ok, đúng không? Nhưng mà ngân hàng nó trả lương dịch, nó trả lương nhân viên cùi bắp quá. Con em tao làm trong ngân hàng đó, tao nói thiệt mày, 5 năm rồi đó, lương không bằng thằng BT mới tập sự của tao nữa, đúng không? Mà trong khi nó học ngân hàng, nó phải học tài chính ngân hàng ra, tốt nghiệp ra trường là 4 năm đó, tốn biết bao nhiêu tiền luôn, chất xám này nọ luôn, đâu có vô lương chưa tới 10 triệu một tháng nữa, mới có 8 triệu rưỡi 9 triệu à, tính thêm tiền thưởng tiền này tiền kia thì Tết nó thưởng 2-3 tháng lương là thiệt, đúng không? Nhưng mà mày nghĩ coi, cái trình độ chất xám như vậy nó không bằng thằng BT mới ra trường nữa. Không có thằng BT mới ra trường vô phòng game của tao dẹo bà già thôi à, tao nói thiệt, một tháng không dưới nào không có thằng nào dưới 30 triệu hết á. Nếu như ông vừa vượng ra hàng loạt xe hơi thì bao lâu Việt Nam mình mới chạy hết xe máy, mới hết chạy xe máy? Chừng không không, Việt Nam mãi mãi sẽ không chạy hết xe máy. Xe máy nó chỉ giới hạn ở trung tâm thủ đô thôi em. Thủ đô tiếng Anh là capital đó, với thành phố lớn là big city thôi. Đúng không? Big city là những thành phố trực thuộc trung ương đó mấy em. Như là xì phố nè, đó. Giới hạn một số quận thôi chứ làm gì có chuyện mà cấm xe máy. Ở dưới quê nhu cầu xe máy nó vẫn quan trọng mà. Nên mấy em phải hiểu rõ cái thông tin nghị định của đảng và chính phủ nhà nước là về thông tư cấm xe máy trong tương lai. Đó, là cấm ở nội đô, chứ không phải là cấm tất cả nước Việt Nam nha. Mấy em phản động chó lông đó, nó hay xuyên tạc. Đó, bởi vì tụi em đừng bao giờ nghe nó đi, phải nghe anh Duy Nguyễn. Đó, anh Duy Nguyễn là người nắm bắt tình hình rất nhanh và phân tích rất chuẩn xác nha mấy em. Không bao giờ cấm, kể cả thành phố Hồ Chí Minh, phải cấm chứ mày. Đất nước văn minh ai chạy xe máy. Ủa mày muốn về rừng về rú thì mày cút mẹ chỗ khác mày ở đi. Tại sao mày ở xì phố của tao? Đúng không mấy em? Thành phố là dành cho dân đẳng cấp, đúng không? Mẹ dân cụ bắp đi ra ngoài rìa hết đi. Tự nhiên mày vô đây mày kìm hãm sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh của anh là đâu có được mấy em, đúng không? Chính phủ đề nghị lên thuế giá nhà đất, anh nghĩ sao? Ôi bèo bọt mày ơi, cái chuyện mà thuế tước bạ nhà đất mày hỏi đó đúng không? Tước bạ nhà đất hiện tại từ 10-15%, tước bạ xe gì nữa đó, phí tước bạ xe luôn. Đó, thì có địa phương nó thu 15%, có địa phương nó thu 10%. Thì bây giờ đề xuất tăng lên một chút đỉnh cho những địa phương nó thu thấp để nó có ngân sách thế thôi, chứ không phải là tăng lên 50-60% nha ba. Nó đâu, mấy phản động nó xuyên tạc nữa.
Yên tâm đi, nhà đất anh chỉ chùm đủ hai cái Mercedes đủ nói chuyện đây xe chưa, đúng không? Đúng không? Ba cái nhà triệu đô trở lên đủ nói chuyện đất chưa? Vậy đi, vậy phương tiện công cộng sẽ thay thế hết xe máy anh, rõ ràng. Thí dụ như bây giờ em ở chợ Bến Thành đi, em muốn đi về quê ở Đà Lạt đi, anh ví dụ nha, thì em bắt cái tuyến metro ra tới tới bến xe miền Đông, rồi xong đi xe đò về luôn, khỏi còn đi xe máy em. Nó rẻ nữa mà nó nhanh mà nó hiện đại nữa, mà nó professional nữa, lên đó mình cầm cái iPad, mình cầm cái iPhone mình làm việc nữa. Cái đó mới là một cái xã hội thông minh. Còn cái xã hội mà đi xe máy không là xã hội ngu. Đúng không? Mình phải đau đớn khi mình nói rằng mình đang là một cái xã hội ngu, chấp nhận. Nó tại vì mày đi xe máy mà lo mày lái chết mẹ luôn thời gian đâu mà làm chuyện khác. Đúng rồi, bóc điện thoại lên mày nghe tình điện thoại cái quét 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 50 ngàn mày. Đúng chưa? Nó anh Duy nói chuyện rất là thực tế và rất công bằng. Đó, đừng có nói chuyện gì giàu nghèo, đúng không? Mày phải nghe anh. Nó chưa kể mày xe máy mày chết oan nữa. Xe máy nó chết là chết định mệnh, không có oan, đúng không? Anh lấy ví dụ bây giờ xe máy mày muốn quẹo trái thì mày phải lấn ra ngoài mày mới quẹo được, chứ mày lấn ở trong phải mãi mãi mày không quẹo trái được, đúng chưa? Nhưng mà mày khi lấn ra ngoài á, tức là mày đậu trên cái len của xe hơi, cái len xe hơi gặp mấy thằng container nó mất thắng, nó đưa mày đi về bên kia cõi Vĩnh Hằng. Lỗi định mệnh, không phải lỗi của mày mà cũng phải lỗi của thằng kia luôn, lỗi định mệnh. Mà mình muốn thoát khỏi lỗi định mệnh đó là phải cấm xe máy, ok? Phục không? Mấy thằng cha phát biểu trên báo chí nói không hay bằng tao đâu, tao nói thiệt á, mấy thằng cha đó nói chuyện buồn ngủ thấy mẹ luôn à. Đưa tao nói cho dễ hiểu. Tại vì mà căn bản mấy thằng cha đó đó sống không có đại diện cho xã hội mày. Tức là đi làm đi bằng xe công không à. Không mấy đi bằng xe công không thì thằng khác lái chứ không có lái con mẹ gì đâu, không phát biểu. Mấy em đồng ý không? Cái này anh đam luôn á. Nó mình phải đặt mình vô hoàn cảnh của người chạy xe, mình biết cái đúng cái sai nó nằm ở chỗ nào. Cấm xe máy thì đi cái gì? Đi xe buýt ông nội. Không thấy tàu điện ngầm Nhật Bản mà. Lên JR sợ tàu điện ngầm đi. Không phải là cái gì metro gì đó, hay là không phải là cái gì tram gì đó, bus đồ. Anh nói về cuộc chiến Việt Nam với Khmer Đỏ đi, không rõ về nó lắm. Rõ con mẹ gì nó qua Việt Nam mà nó tàn sát dân mình qua mình tát một tay thế thôi. Không cần phải rõ, không rõ gì trên trời á. Đâu có xâm lăng cũng được, xâm chiếm cũng được, nhưng mà đạo tao phải làm. Bực cái mình mày nghĩ coi, nó qua bên làng Ba Chúc của Việt Nam ở An Giang, nó tàn sát hơn 3.000 người, con đàn bà con nít thanh niên gì nó đập sọ bể nát bấy hết kìa. Thì hỏi mày thử làm bộ đội thì mày làm gì? Đâu mà không qua tán nó sợ mà lờ mới lạ đó. Vậy thôi, tao chỉ lấy một cái làng Ba Chúc là ví dụ thôi, tao chưa nói những địa phương khác nữa. Mà cứ gom ra đi, một chỗ 10.000, một chỗ 3.000, thì 10 chỗ là nhiêu, 30.000 rồi. Mẹ cái đợt bon chen kỳ rồi nó biểu tình bảo hiểm xã hội cũng 90 ngàn thôi chứ nhiêu mà hết, nó kẹt đường chưa? Đúng không mấy em? Mà xe buýt cần phải cải thiện chứ, nó hôi quá thì đúng rồi. Nói chung đưa tư nhân làm đi mẹ ơi, trợ giá, không trợ giá có móc xì gì tới mệt quá. Ăn được tối ngày trợ trợ không mà trợ giá nó đói quá trời, đâu có tiền nó mua xà bông nó rửa xe. Cái gì cũng phải thôi, xăng trợ giá thì được. Xe bus cũng trợ giá nữa, mẹ nó trợ giá rằng đóng tài xế quan liêu, nó chạy nó canh giờ, nó chạy nó coi mạng người như cỏ rác, nó táp ra táp vô đưa mấy thằng xuống cầm xe rồi kìa. Đúng, anh nói đúng không? Cái gì cũng phải vậy á, cái gì mà nó cực đoan quá nó cũng có tốt mấy em. Xã hội chủ nghĩa cũng vậy nữa, đúng không? Ông trợ giá thì ông trợ giá mà chính sách cho anh em nó phải ok. Bây giờ hồi cái thời mày, tao nghĩ cái thời xe buýt nó đi 2 đến 3, thằng tài xế xe buýt có 2 triệu à, mẹ 2 triệu về nuôi vợ nuôi con nuôi bằng niềm tin nè, đúng chưa? Nó bây giờ muốn trợ giá thì thằng Vietcombank làm có lời, lấy cái tiền lời Vietcombank ra nuôi thằng xe buýt thì được, đúng không? Xã hội nó phải phát triển cho nó đúng cái bộ máy của nó, những cái gì nó liên quan tới khách quan đó, thì chúng ta phải tuân thủ, không có thọt thọt cái bàn tay vô tác động được, nó tiêu cực dữ lắm. Đó, gặp xe bus ra đường nó như cha như mẹ, nó chạy sai sao không thấy công an mà phạt cho vậy, đúng không? Bị đặt dán ăn chữ gì vui lòng gì ra vào trạm thường xuyên xin lỗi, giờ có rồi, hồi xưa chưa có giờ có rồi. Tao chưa thấy công an nào lôi xe buýt xuống phạt hết á. Tại sao chung ngành không phạt được, đúng không? Phạt xong tài xế alo sở giao thông công chánh thành phố Hồ Chí Minh, xếp bên này alo xếp bên kia rồi xong luôn. Thằng công an đâu khùng vô phạt chi, nó gọi là gì, cái đó là cái cách nó đối xử không công bằng giữa giữa các thành phần tham gia giao thông, đúng chưa?
Thế mày đi mua xe hơi mà chạy của đó coi, bấm lỗ luôn. Em nghe nói ngoài Bắc mua điện của Trung Quốc phải không anh? Bình thường thằng nào bán thì mua thôi, tao cũng nghe tụi nó nói vậy á. Thì mình thiếu điện thì mua điện chứ sao? Tại nước mình nó phát triển công nghiệp nhanh quá, điện đủ mày. Mấy anh trẻ trâu tụi bay hiểu được cái chuyện vĩ mô đó, đụng tới Trung Quốc ẳng như đúng rồi. Xe bus là nội, taxi là ngoại á anh, không dám đâu, taxi nó bị phạt như quỷ ấy, chứ ở đó. Taxi nó khổ lắm mày. Nó chạy sai nó phạt vô là 2 xị, nó đòi luật mày phạt hơn taxi nó không đóng tiền đâu, nó đóng nó ngồi nó cù nhây hoài họ cũng phải 2 xị thôi. Cái đó anh nói thật kim túc có luôn á, taxi vượt đèn đỏ, taxi quẹo trái quẹo phải gì vô là 2 xị, 1 xị không lấy đâu. Tao nói thiệt, cái công an giao thông có những thằng nó bẩn cực kỳ nó, anh nói thẳng luôn, đừng có ngại. Có những thằng á buồn buồn nó đói quá đó mày em, nó xách xe một mình nó đi thôi, nó đảo đảo ra quốc lộ á, có đó có đó. Tao đi tao gặp hoài luôn, hôm qua gặp kìa, tồi đó cơ, nhìn thằng nó mập ú, không lẽ tao quay phim là thiệt luôn đó ta. Mà anh thì đường đường anh là giám đốc, anh không có làm chuyện rảnh háng đó thôi. Chứ hôm qua nó đi một mình đó mấy em, nó bắt cái xe bus, nó bắt cái xe khách, nó bắt giữa đường luôn, nó đi một mình nó thôi à. Vậy tao hỏi lại cái luật 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 giao thông, luật của công an, cái cách công an giao thông làm việc là có đi một mình được vậy hay không? Đi con mình không thấy nào đi mình, một dựng cái xe kịch đó rồi xuống xù xì với con kia với vụ gì á, chắc cũng vài xị rồi. Bởi vì biểu sao nó không ghét thì có đúng không em? Đi theo bầy cái bầy mày không có dùng chứ, đi theo bầy người ta đi làm việc tổ công tác người ta 4-5 người là đúng luật nha ba, không dùng gì đi theo bầy. Còn đi lẻ một mình cái đó là hay, ta thấy ngộ ngộ rồi đó. Do người dân tham gia vào giao thông ý thức kém thì cũng đúng, cái đó thì cũng đúng thôi, nói chung là bên nào cũng có sai từ lưa hết á mày ơi. Công an giao thông lương đói nó đi kiếm thêm, bà mẹ nói thẳng như mày, nó quẹo quẹo một xíu coi. Công an giao thông tới giờ cao điểm không lo điều tiết xe, lo đi phạt. Đúng rồi đó, bữa hổm tao gặp thằng luôn đụng xe kẹt cái nồi, ổng đi ổng phạt mày. Không lẽ tao dựng xe mẹ xuống, hỏi đồng chí làm gì vậy? Không lẽ mình hỏi thiệt luôn á. Thôi tao ước gan cái nó lắm luôn á, bữa hổm xe nghe cho ngã tư kia kẹt cái nồi, ông bố ông chả chả lo điều tiết đâu, ông lo ông lại phạt xe máy đủ phỏng. Ông phải biết cái nào quan trọng chứ trời. Bây giờ thử hỏi mấy người công an giao thông còn mấy người ngay thẳng nữa, ai biết bà ơi, chuyện đó chuyện sao tôi biết được, kệ ta đi. Theo theo luật tổ công tác ít nhất 3 người vậy là khó rồi, tôi thấy nó đi phạt một người là đông lắm luôn á, rồi cao lắm 2 thằng xách xe đi riêng à. Vậy mấy đồng chí lãnh đạo phải kiểm điểm vấn đề này nha, để lấy lòng tin trong nhân dân nha. Bởi vì nhiều khi tôi góp ý với đồng chí nhiều lần rồi, ai mập quá thì lo đi tập gym đi, rồi ở lại ngành, còn không thì cho ra khỏi ngành làm nghề khác đi, trả lương cao vô tuyển công an cho đàng hoàng vô đi. Giờ lương ba cọc ba đồng không à, sao ta làm được. Nhiều khi người ta cũng muốn đóng góp lắm nhưng mà giờ tiền không đủ, sao nuôi vợ nuôi con đúng không, hợp lý không bà con? Giờ nâng cái bảng giá của nâng cái bảng lương của công chức lên, tối thiểu lương minimum 15 triệu, còn ở quê 10 triệu được rồi, Sài Gòn thành phố lớn thì 15 triệu tháng thứ 13, lương tháng thứ 13 chắc chắn là có. Rồi từ đó mình mới xét điểm thi đua này nọ kia. Nếu một cái địa phương nó để trộm cướp, đỉ điếm nhiều quá thì kỷ luật lương tháng 13 cắt. Cắt lương tháng 13. Xong rồi cái điều kiện mà xét tuyển lên chức khó hơn nữa.
chạy xe ngoài đường mà em quên đội nón ngoại bộ, em quên đội nón, thấy công an em xuống dẫn bộ có quyền bắt không anh? Người ta bắt thì chịu đi mẹ ơi, cái đó mày cũng cù nhây chứ mày có tốt lành mẹ gì đâu, đúng không? Mẹ mày không đội nón bảo hiểm mày thấy công an mày nhảy xuống mày dắt bộ thì thôi, mày cũng đâu có, mày cũng thuộc dạng điếm chó rồi chứ đâu phải cái dạng bình thường đâu mà oan sai cái gì. Thì vô đó ngoại giao đi cà phê đi mày ơi, đúng không? Thằng công an nó bắt mày, nó bắt mày cái tội xạo á. Ly cà phê ba xị cho đi. Trời ơi, không đội nón bảo hiểm, tiền phạt chưa tới ba xị nữa. Ly cà phê ba xị, tào lao. Lãnh lương chia cho bạn gái nhiêu anh? Đưa nó hết đem rồi hàng hàng ngày xin tiền cà phê. Anh Duy bét tổ lái rồi, đang nói về về công an giao thông đánh vòng qua tập gym luôn. Không phải tổ lái, nhưng mà bây giờ tao nói thẳng câu, thời buổi bây giờ thằng nào không tập gym thằng đó lạc hậu, thế thôi, đúng không? Mà công an á, thì cái bụng như con cóc ai mà chấp nhận, sức khỏe thì không có sao bắt cướp, đúng chưa? Mày nghĩ cái nó mập ú vậy nó chạy ngược nội ăn trộm nổi không? Nó chạy động đất thì thấy có rồi, mà ăn trộm nó cười hề 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 về về chỗ Duy Nguyễn mua bộ ba thằng thắm đi rồi làm công an nha ba, không nhục mặt cả ngành. Anh góp ý thẳng thật nhưng mà nó là đúng, đúng không? Cái gì cũng vậy thôi, ngoại hình nó quan trọng cực kỳ. Cái ngoại hình mình mà không xong á thì người ta đánh giá mình là cùi bắp thôi. Bây giờ mày có nói hay cỡ nào, mày giỏi cỡ nào, mày ôm cuộn cóc ra mày nói chuyện là tao không gì tao nghe hết. Tao nói thiệt luôn á. Đâu có, tại căn bản là cái mạng ông không duy trì nổi á thì ông nói ai nghe. Ông anh có quan điểm của anh nè. Anh là ngựa trẻ không cương mà con ngựa trẻ ngất ngay đường nhiều viễn. Đúng không? Mập bây giờ đã kém sang rồi đó. Thời buổi giờ mà để cho BMI cả nùi sao được? Em không thấy Mỹ hả? Mỹ là một quốc gia rất là văn minh, nhưng mà nó bị đánh giá là nó là quốc gia không hạnh phúc, tại vì chỉ số béo phì nó cao quá, nó bị rớt điểm lắm em, nó thua Việt Nam mình luôn á. Anh thấy ở Củ Chi phòng gym 1 tỷ mấy ok không anh? Ok em. Củ Chi nó còn nghèo mà. Em làm ở đó em ăn được 5 10 năm nữa. Còn lâu lắm Củ Chi nó mới phát triển. Bởi vì nào đầu tư đất Củ Chi là chờ thời đi ba. Mày thấy có cái dự án ở Bình Thạnh không? Nó quy hoạch 26 năm rồi đó. Mà nó chưa làm. Má nó thiệt, cái mấy cái dự án khốn nạn đó nó làm cho dân nó khổ gì đâu á. Vậy á mày, thí dụ như bây giờ cái dự án đó đó mà không có đầu tư á thì không có tiền đền bù, dân nó không về nhà được. Mà dân nó buộc phải ở nhà đó. Mà dân nó buộc ở nhà đó, cái đất đó đất dự án nên nhà nước cũng không đầu tư về đường về điện luôn đó, không đầu tư về đường điện và nước luôn, không cho sửa nhà luôn. Vậy 26 năm của người ta sống dưới mức con chó nữa. Ủa cái đó quy trách nhiệm về ai, đúng không em? Cái đó rồi lỗi rành rành là lỗi nhà nước rồi chứ ai nữa. Ông quản lý quá kém đi, mà thậm chí mình có nói một câu nặng hơn, ông quản lý quá ác luôn nữa, không giải phóng được cho người dân. Nhiều khi mấy cái chỗ này á, mấy thằng phản động mà nói chuyện có tình có lý là người ta nghe dữ lắm luôn á, nhưng mà tại vì tụi nó lái qua dân oan nên người ta bất mãn, người ta bực mình, người ta không nghe nữa thôi. 26 năm lắm em, thằng nhỏ mới đẻ ra bây giờ đủ thành đàn ông đàn bà luôn rồi, nhà nước chưa khởi động cái dự án đó nữa. Cái dự án đó nó cứ treo 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 trên đầu vậy đó. Ở Bình Thạnh á, cái chỗ đó bây giờ gặt lúa luôn. Trời đất ơi, nhìn qua bên kia thành phố phát triển, bên đây cũng là thành phố luôn, Bình Thạnh luôn. Bình Thạnh nó khốn nạn vậy đó mày. Một chỗ là landmark cực kỳ sang trọng luôn, cái chỗ kia nó vậy đó. Thua. Cái đó gọi là gì? Đô siêu đô thị luôn á. Siêu đô thị Thanh Đa hay gì đó, hay Bình Quế gì đó. Nó cũng cỡ như Thủ Thiêm chứ không phải giỡn đâu. 26 năm. Từ năm 92 tới bây giờ. Ghê không? À, Duy ở quận mấy vậy Duy? Tân Bình 12, 12 9. Tập tạ nói nhanh mệt là sao Duy thiếu olip đó đại ca? Trời đất ơi, tập tạ thì mua hàng, mua thực phẩm bổ sung uống vô đi. Ông tập ông uống nước suối sao được, đúng không?
chỗ nào chả vậy anh, giàu nghèo tách biệt, không phải là giàu nghèo tách biệt nhưng mà cái nào mình có lỗi thì mình phải nhận, đúng không mấy em? Không phải là một cái quyết định của mình mà làm ảnh hưởng tới bao nhiêu người dân đó. Thà thì đúng không? Hoặc là xác định nó là quy hoạch thì phải kêu gọi đầu tư đền bù làm cho lẹ, thằng nào nó đặt cọc rồi nó không đầu tư trong thời gian 1 năm lấy hết tiền cọc của nó luôn chia cho người dân đầu tàu của họ á. Thí dụ như có công ty nào của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đó, nó đầu tư vô cái dự án đó, nó cam kết nó đầu tư, nó nói bằng miệng không à, tại sao nhà nước không lấy cọc của nó, lấy cọc của nó đi, trong vòng 1 năm nó không rót tiền vô đầu tư thì nó mất cọc mày biến, tao lấy cái tiền đó tao cho người dân, đúng không, công bằng không, chả ai nói gì cả, bảo đảm người dân nó còn cầu cho má nhiều thằng mày vô đây mày sọc sọc cho đi rồi mày rồi mày không làm đi tao lấy tiền, đúng không em? Uống cây nào để tăng sức bền? Ao liếp em. Bữa nào qua kỷ niệm với anh tấm hình nhé, có mua súp không mày? À, mua súp thì ghé luôn, không kỷ niệm cái gì không biết nữa, đi tốn xăng. Vấn đề là cả một bộ máy chính quyền chứ không phải cá nhân đâu anh. Thì nói như vậy nói là con khỉ gì, người dân á, mình phải đặt mình vô cái người mà bị ảnh hưởng đó. Thì người ta đâu có quan tâm là cá nhân, người ta đâu quan tâm chính quyền, người ta chỉ biết là 26 năm tôi sống như vậy đó. Thì bây giờ cái gì nó phải có tình người trong đó chứ em. Cái gì nó phải có sự công bằng xã hội trong đó chứ. Em đặt cái hoàn cảnh của em đó, em là người quản lý địa phương đó, đúng không? Anh lấy ví dụ em là người quản lý địa phương, là chủ tịch hay là cái gì của cái địa phương đó đó. Đặt cái hoàn cảnh gia đình của mình nằm ở trong đó đi. Con em của mình nằm ở trong đó đi. Thì mình có day dứt với lương tâm hay không? Đúng không? Thì mình phải tác động với cấp trên sau đó chứ. Nếu mà không được thì nghỉ mẹ đi khỏi làm. Tại vì tôi làm tôi không lo được cho dân, tôi đau lòng lắm, tôi mất mặt với người dân lắm. Nên thôi đồng chí không giải quyết cho tôi, đồng chí giải quyết cho tôi nghỉ việc luôn đi, đúng không? Cái gì cũng phải vậy thôi, phải có sự tác động thì ở trên người ta mới biết. Còn im im ai biết được. Giống như anh vậy đó, công ty của anh đi, thằng bảo vệ nó bức xúc cái gì đó nó phải trình lên anh mới biết chứ mẹ nó im luôn tao cũng chả biết tôi gì. Vậy cái người ta sẽ lôi ừ, Duy Nguyễn quản lý công ty BBT ngu, đúng không, trong khi ta không biết. Mua hoài mà ba, ừ mua hoài thì được em. Mát uống phí tiền, bây giờ mát uống phí tiền thì mày uống nước lạnh đi, đúng không, nghèo quá đủ mát chị ba, cái gì cũng phải vậy thôi à. Nhưng thời buổi này cá lớn nuốt cá bé, thời buổi nào cá lớn cũng nuốt cá bé hết mày ơi, không có thời buổi nào mà cá lớn nó không nuốt cá bé hết. Đồng ý là khu quy hoạch giải quyết tiến trình chậm treo người dân thiệt thòi, đền bù tiền cho anh ta sao gì. Bữa sau lên sàn anh lưu ly em sẽ đam sờ mờ lờ dân chủ nhân quyền của ma que là đồng giao trẻ em chứ không thực tế đâu. Ghê vậy. Anh nghĩ sao về công an giao thông ăn hối lộ? Ăn hối lộ cũng bị chửi, không ăn hối lộ cũng bị chửi. Bạn em 23 tuổi nó bị công an giao thông bắt vài lần như vậy, anh nghĩ sao? Tao có gì đâu nghĩ, mẹ bị công an bắt vài lần đâu có gì đâu lạ. À tao không bị bắt mà, đúng không? Mình sai thì mình bị bắt thôi, ngại cái gì, đúng không? Nói chuyện công an giao thông ăn hối lộ là sai, đó đúng, đúng không? Nhưng mà thằng dân nó chạy tầm bậy nó đưa hối lộ nó cũng chả đúng đâu. Nói chung cái sai cộng cái sai bằng cái hai sai, thế thôi, sau bây giờ nó vậy đó. Tại cái sự chế tài nó chưa rõ ràng. Ví dụ như thằng công an giao thông ăn hối lộ đi, bỏ tù nó đi, ông nội nó cũng chả dám ăn, đúng không? Ngược lại cái thằng đưa hối lộ, đụng má bêu tên nó trước mạng xã hội đi nó cũng chả dám đưa, đúng không? Nhưng mà bây giờ á, có những cái hoàn cảnh nó cũng khó khăn, cái cơ chế đất nước mình nó còn những cái nó còn hơi bị khẩn khẩn. Thí dụ như bây giờ tao chạy xe ngoài đường tao đi tỉnh đi,
Từ cái đường có con đường trống ngoắt à, mà lực cho chạy 50, mày chấp nhận mày chạy 50 không? Đâu tao cũng phải đạp 70 thôi, đâu mày bắt tao chịu à. Đó, tại cái lực ngu, đúng không? Không có đường thì xa, mà xe thì vắng. Đó, mà tự nhiên cho tao chạy có 50 sao tao chịu được? Tao phải chạy 70 thôi. Tao chạy 70 thì vô nó ngoắt tao. Nó ngoắt tao thì tao sai rồi. Tao sai rồi, nó đòi giam bằng lái của tao. Mày giam bằng lái tao rồi sao? Ủa lộn, giam cà vẹt xe tao. Giam cà vẹt xe tao rồi vài bữa sau tao đi đóng tiền kho bạc, tao lấy cà vẹt ra, rồi ai làm chuyện đó mà. Làm chuyện đó tốn mấy triệu tiền xăng nữa, tốn thời gian nữa. Thôi giờ tiền phạt nhiêu? 3 triệu thôi không? Đồng chí 2 triệu đi, đồng chí ơi, coi như chưa thấy đi. Đúng không? Đôi bên cũng có lợi. Bây giờ trách ai đây? Định mệnh chứ trách ai? Đúng không? Bây giờ mình làm một ai cũng vậy thôi, người ta sẽ hướng về cái hành động làm cho người ta có lợi. Đúng không? Thì cái thằng đi xe nó phải làm vậy thôi à. Bây giờ nó làm như vậy thì công an ok thì hợp tác. Giờ nghĩ sao giờ em? Vấn đề nhận hối lộ về nó cũng chửi công an, vậy bạn mày chó rồi nói làm gì nữa? Đúng không? Bạn mày đưa hối lộ mà bạn mày chửi người ta là bạn mày chó rồi, bạn gì nữa? Nghỉ chơi với nó đi mày ơi. Đúng không em? Đó mới bản thân mình đưa hối lộ cho người ta về mình chửi người ta sống thun chó nữa. Sống trên đời đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là phải chơi được. Cái đó là quan điểm của anh. Em, mày chơi được tao nãy mày. Mày chơi chó mày đi ra chỗ khác. Mà mấy em cũng nên nghỉ chứ chơi với mấy thằng bạn mà nó chơi chó đi. Đúng không? Nó đã làm cái hành vi đó thì tao bảo đảm với mày sau lưng của mày nó cũng đâm chọt mày như cái gì vậy đó. Chưa kể tao quyết định mệnh nào đó nó đưa mày về bên kia thế giới luôn. Đúng không mấy em? Nhưng có những tình huống mà công an không núp lùm nữa, cái đó bậy bạ lắm, xấu xa xấu mặt lắm, hai ba thằng luôn núp trong lùm xong chạy ra sọc cái giữa đường, má sợ đụng nó muốn chết luôn vậy đó. Tại vì tụi bay đi xe máy không sao, tao đi xe hơi. Đi xe hơi á, thì thường thường á nó có những cái khó, nắng nó chiếu vô mắt nhiều quá thì nó hơi bị chá, nó hơi bị chá, mà tự nhiên tao đang chạy vận tốc nó cao, nó chọt cái đụng ra nó phạt tao không thấy, tao nó đụng trúng chết một cái một ân hận cả đời luôn á con. Tự nhiên đời mình mẹ mất hết trơn, đời đang lên tự nhiên dính vô vụ đó cái mất 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 trắng luôn, trong khi nó xàm. Nói chung là thằng bạn mày nó chó má đó, mày nghỉ chơi nó đi mày ơi, mấy thằng rác rưởi chơi làm cái gì, đúng không? Cái đó là cái đạo đức nó không có, tư cách nó không có, con người nó bẩn lắm, không riêng những cái vụ công an đâu, bản chất thằng đó như vậy thì cái vụ vậy vụ gì nó cũng điếm hết á. Ví dụ như tao bị công an phạt hoài gì, cà phê cà pháo hoài gì, mà bây giờ tao mình nói chuyện mình nói cho đúng, đúng không? Mình nói chuyện mà mình dành cái phần phải cũng đâu có được mấy em. Gì núp lùm là bắt chước bô lít Mỹ hả? Nói chung là cái đòi hối lộ thì nó dùng từ hơi nặng. Cái đó là anh em cà phê chút đỉnh thôi, hối lộ gì mày. Tao nói thiệt với mày, giao thông là cóc ké, chả ra đáng bao nhiêu tiền cả. Đó. Những cái ngành nghề khác tiền nó còn ác hơn nữa kìa. Sao tao bay tội nghiệp bằng công an thiệt chứ. Cái này là riêng thông cảm công an luôn á. Có một hai ba đồng bạc cắt bị chửi hoài. Thua. Vì Duy biết không, mình bị công an bắt lại vì mình bị lỗi năn nỉ phạt tiền, công an không chịu phải giữ bằng lái đó. Đúng, cái trường hợp này Duy gặp rồi, xui đang đợi chiến dịch má, vô chỉ cần rẽ trái thôi, rẽ trái không xi nhan cái lôi đầu vô giữ luôn bằng luôn, năn nỉ quỳ lại không lấy, cái đó gặp rồi.
Cuối tháng chưa đủ chỉ tiêu nha. Việt Nam Cộng Hòa trước 75 cũng có người yêu nước đúng không anh? Bây giờ lúc đó nếu mình nói về nước thì nó có hai nước, yêu nước nào? Nói cho nó rõ. Không, em nói không rõ anh đam lộn nha em. Đúng không? Thật ra trước năm 75 thì có hai nước, yêu nước nào? Theo quan điểm của các bạn Việt Nam Cộng Hòa nha, Di nói là theo quan điểm của các bạn Việt Nam Cộng Hòa thì lúc đó là có hai nước, thì Di hỏi các bạn yêu nước nào? Sao mấy em bán hàng gì đâu mà lụm tiền cắt vậy, mấy em 490, 550 hoài trời. Mấy này sale lẻ quá. Ở Sài Gòn phạt 150k là rẻ không bật xi nhan. Suy ra cảnh sát giao thông hốt hết. Mua S mắc đi anh. Cái quỷ đó có đầu mối em. Như thuốc của anh Duy bậy bậy không phải thuốc. Quản lý thị trường vô là phong bì vì Duy không đăng ký công bố thực phẩm chức năng. Đồ ngu như chó. Má công ty tao là công ty to đùng mà làm ăn mấy cái giấy tờ căn bản đó không có. Sao làm mày? Trời ơi, mày nói chuyện ngu học. Cái đó là công an nó không dám lấy luôn. Cái tội đó là tội buôn lậu. Đúng không? Mẹ mày cái tội buôn lậu. Thằng công an nó mà lấy một cái một lòi ra nó cũng ở tù chết cha nó. Mà cũng không thằng nào khùng á mày ơi. Đúng không? Tao là tuổi trẻ phơi phới, tiền bạc cả nùi, danh tiếng, tiềm năng gọi là gì, danh vọng cao, không ai làm cái trò sàm lông đó hết. Nói với mày là buôn lậu đi chứ còn gì nữa. Buôn lậu nào dám bao che. Má trừ khi nó cũng lên đường nó quả quả rồi. Mày không thấy bao nhiêu cái vụ buôn lậu không, bị bắt ngay tại cảng, chủ hàng bỏ trốn luôn. Hải quan nào mà liều mạng chơi chung cái trò này, điều tra là một đường dây cái tố ngược ra hải quan chết cái chùm. Ông Nguyễn Cao Kỳ anh thấy sao? Ông Nguyễn Cao Kỳ chơi gái hay mà. Tao nói rồi, tao nể ông đó. Nhiều thằng hỏi gài ông Duy. Tụi tí gài mẹ gì. Đối thủ với tao cầm tiền tỷ, còn mẹ khóc lên khóc xuống, chết lên chết xuống. Nói chi mấy thằng vô sản này. Làm công nhân mà làm lính thì toàn bị dân rủa. Ăn thì cấp trên. Ăn. Nói gì vậy? Việt Nam Cộng Hòa người ta gọi là hai nước, còn miền Nam vẫn gọi là miền thôi chứ không chia hai nước đâu. Thì tùy cái đó, mình nói là quan điểm của Việt Nam Cộng Hòa thì người ta nghĩ họ là một nước. Có gì đâu, mình nói chuyện mình thông cảm cho người ta một chút thôi. Chứ mình nói chuyện mình đứng trên cái wheel của mình nói không thì nó có hay đâu, mình đứng trên wheel của người ta nữa đây kìa. Tức không, giờ bạn cứ đứng mình đặt mình vô vị trí của Việt Nam Cộng Hòa đi, họ phải công nhận họ là một nước, đúng không? Đó. Thì họ yêu cái nước nào? Họ yêu cái nước hiện tại họ đang hưởng quyền lợi hay họ yêu cả dân tộc Việt Nam hình chữ F? Đúng không? Câu hỏi nó quá rõ ràng thì trả lời mẹ đi, sao phải lạng? Nhiều bạn lạng lạng chả hiểu lạng cái gì nữa. Đó. Bây giờ trả lời thẳng nè, đúng không? Tao là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, tao yêu cái đất nước Việt Nam lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 cho vô Nam. Xong. Đó. Đúng không? Nếu mà mày nói câu đó thì mày là thằng phản tặc đập. Vậy thôi. Còn mà nói ừ yêu đất nước Việt Nam từ mũi Nam Quan tới ải Cà Mau, ủa từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau, ok, yêu nước. Đúng chưa? Có đâu ngại. Nhiều thằng nói chuyện ngại ngại, nó né lằng lạng, lạng lâm khí gì. Phản động thừa nhận phản động thế thôi. Tao là tổng thống nè con trai. Má nó tổng thống ghê quá, mẹ nó hiện hồn về kìa, mút nó đi mấy em. Nó hiện hồn về kìa. Hey.
Anh uống thực phẩm bổ sung hoài không ngán hả anh? Tao nói thiệt nhưng mà nghe, mà có tiền uống thực phẩm bổ sung đời mà có ngán không? Tao chưa thấy nào tháng bỏ ra vài chục triệu uống thực phẩm bổ sung mà nó ngán hết rồi mày ơi. Cuộc đời nó nằm ở trên top xã hội rồi, ra đường nó không chảnh chó như người ta thì thôi, chứ ngán là ngán làm sao ta. Vậy tao hỏi mày, ông Nguyễn Cao Kỳ mà cái thời còn tại chức tại quyền, ông lái máy bay ông có ngán không hả? Ông đi cua gái bằng máy bay ông có ngán không hả? Ông vượt biên bằng máy bay riêng ông có ngán không? Trả lời đi. Chào chị An Nhiên. Anh nghĩ sao việc gia đình em ở quê gần 40 năm rồi, đất mặt tiền đường quốc lộ 37 mà giờ vẫn chưa được cấp sổ đỏ? Đúng rồi mày ơi, cái chuyện đó mày thông cảm nhà nước, mẹ cái đất đó không cấp sổ đỏ được đâu. Tại vì mặt tiền đường quốc lộ 37 nó phóng lộ, sao cấp sổ đỏ cho mày được, đúng không? Nên bây giờ gia đình mày cứ mở vừa cửa hàng buôn bán đi, kiếm tiền lụm miếng đất khác, xong rồi chờ cái đất đó giải tỏa, xong rồi lấy tiền đền bù, đúng không? Em không có tham được chỗ này đâu. Anh nói công bằng luôn đó. Tại vì đất quốc lộ chắc chắn là phóng lộ, phóng lộ sao cấp sổ đỏ được, đúng không? Bây giờ em phải lợi dụng cái thế của mình nằm ở trên đường quốc lộ, đúng không? Mở cà phê võng, rồi cà phê xe tải, massage trá hình đồ đó. Rồi giờ mấy nhỏ ca me ở Sài Gòn nó hết đát rồi đó, nó về dưới chứa chấp tụi nó kiếm thêm. Xe tải người ta cũng có nhu cầu nha. Nó làm ăn kiếm tiền đi, rồi sau này á mình mua miếng đất khác, rồi miếng đất này cứ để vậy chờ đền bù. Đền bù thì đáng điêu với nhà nước giá cao cao một chút, đừng chống đối nha, đủ điêu thôi, thương lượng thôi. Quốc lộ về lý thuyết không có nhà ở, không cái con khỉ về miền Tây coi. Ông má, quốc lộ 20, quốc lộ 80 với quốc lộ 91, trời đất ơi, cái đường quốc lộ mặt đường á nó có 8 mét rồi bạn, không được 8 mét nữa, chắc được 6 mét. Ừ, nhà hai bên cả nùi luôn. Tao nói thiệt, cái mốt phóng cái lộ đó ra đền cũng đẹp nữa thôi á, nhà toàn là nhà lầu không à. Tao cũng chả hiểu nhà nước ai quy hoạch cái chỗ đó mà ngu vải tặc luôn á. Cái chỗ đó thiệt á, anh nếu mà anh là ngày xưa anh đóng cái vai là anh là quan thanh tra đi, anh xuống anh đặt vấn đề chứ. Ủa, tại đường quốc lộ sao mà hai bên nhà lầu không vậy? Rồi mai mốt tao phóng lộ đi rồi đền sao? Nó đúng không mấy em? Vậy thì mốt là muốn giải quyết cái chỗ đó chỉ có nước là đổi đường thôi. Nó làm một đường vòng qua cái chỗ đó, nó làm đường tuyến tránh, thì cái tuyến tránh xây bự ra một xíu, xong rồi đổi tên thành quốc lộ luôn. Rồi cái quốc lộ hiện hạ hiện hiện tại á đổi thành đường nội đô, chỉ có cách đó thôi. Chứ các bạn nói chuyện lý thuyết không thực tế nó làm sao thì mình nói vậy, đừng nói lý thuyết. Do lịch sử quản lý sai, quốc lộ là không tồn tại nhà. Nói vậy ai chịu trách nhiệm? Định mệnh chứ gì, đúng không? Từ ngày xem anh Duy em thấy tiến bộ hơn. Trời đất ơi, mình nghe giám đốc nhanh nói chuyện không tiến bộ mình lọa đó. Chứa mấy con ca ve là tan nát nhà cửa. Phải có nghệ thuật chứa chứ em, đúng không? Nó rắn là con rắn đất độc, đúng không? Nhưng mà mình biết cách chơi rắn á, thì là rắn là loại thuốc quý. Nè, chuẩn quá anh Duy, em cũng tính nói như vậy. Anh Duy Nguyễn trùm bất động sản mà. Lộ không có nhà cửa vậy người ta ở trong rừng à? Thằng kia nó nói câu đó đúng, nhưng mà đối với điều kiện á, là một cái đất nước nó dựng đường trước xong rồi nó ở nhà sau. Còn Việt Nam mình là cái quốc gia nó khác, nông nghiệp kém phát triển, nhà trước đường sau nó khác, hiểu không? Nó chấp nhận thôi, mình phải giải quyết trên những cái gọi là thực trạng của quốc gia mình. Có mốc lộ giới gì ơi, bớt ảo đi bố. Ông không hiểu con mẹ gì bất động sản, anh ông ẵng lý thuyết. Tôi nói cho ông nghe nha, mốc lộ giới chả có nghĩa lý gì khi mà nhà lầu nó xây ở đó, đúng không? Tôi hỏi ông, nhà lầu không có phép ai xây được đó. Ông xây cái nhà cấp 4 tôi không nói, ông xây cái nhà lầu mà không phải là một cái, mà cả một cái chợ, cả một cái phường nó nằm ở đó luôn, là cách mấy trăm cái nhà như vậy, thì cái này sao? Nói gì ông không hiểu. Nó vì có thể là lúc đó nó cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó, chỗ đó là vẫn là đường, nó đường chính luôn, nhưng mà chỗ đó nó cũng có khu dân cư đó. Rồi sau này đất nước mình phát triển, mình vẫn xài đường đó, khu dân cư nó vẫn nằm ở đó,
cái lộ giới trong hoàn cảnh này chả có ý nghĩa gì cả. Ông đụng tới cái chỗ đó coi tao bảo đảm với ông á, đội dân nó bắn luôn á chứ đừng nói là oan. Đúng không? Xương máu mồ hôi mồ mả cha ông người ta làm ở đó, tiền bạc bao nhiêu đời người ta làm ở đó. Nhưng mà cái vấn đề người ta không sai. Đó. Bây giờ cái chỗ đó tôi thiệt á, ông giải tỏa người ta không đi, ông cũng không đuổi được. Đó. Không có giỡn đâu. Tự nhiên cái khu dân cư người ta nằm ở đó phồn thịnh như vậy, u vô giải tỏa không ai làm nổi hết. Ông thuyết phục người ta đi được thì tốt, mà người ta không đi ông phải chịu. Mua đất một mẫu chính trị giá 1,7 tỷ, có 450 mét thổ cư thì an toàn không em? Không, mua đất gì một mẫu chính luôn hả? 1,7 tỷ, 450 mét thổ cư, đất trong rừng hay gì mà rẻ như cho vậy trời? Đất chỉ đất trong rừng hả? Em thấy không an toàn rồi đó, mé đất đó em chả dám mua đâu thiệt luôn, đặt em không dám mua. Còn nếu mà chị cầm 1,7 tỷ đi cúng cô hồn thì chơi đi. Anh đi du lịch nhiều nước thì nhớ làm nhiều clip so sánh như kiểu sân bay Thái. Ok em, sắp tới tới sân bay Hồng Kông nè. Ở Buôn Mê Thuột cách thành phố 4 km. Thôi chị ơi, bỏ đi. Chị mua cũng đâu mục đích gì đâu đúng không? Chị mua mấy khu đó thì mẹ tao thời chị xuống hòm chưa biết nó phát triển chưa nữa. Thấy ghê chị ơi. Nói chung á, giờ chị á có tiền á, thì chị mua đất cái chỗ nào nó phát triển rồi á, nhà dân người ta nghèo nghèo, người ta thiếu nợ, người ta máng á, chị cái nhà đó đi cho nó an tâm. Đất đó đất xịn, đất VIP. Còn chị chưa mua mấy cái đất trong rừng trong rú này nó rủi ro lắm. Tại sao nó là 1,7 m, nó là 1 hecta, nó gì 1,7 mẫu mà nó có 450 mét thổ cư vậy? Thì cái đất kia đất gì? Đất rừng hả? Đất phòng hộ hả? Đất dự án hả? Đúng không? Mua xây hotel, trời ơi má ơi má. Cái hotel của bà nằm trên cục đất đó chắc bà độ 50 ngàn, giờ chịch quá. Đúng không? Lo đâu mới đầu tư tiệm nail đi bà nội. Bà về Việt Nam bà cầm mấy đồng bà cắt đó bà đầu tư lại ai? Đúng không? Nó thôi bỏ đi, đừng có dành ăn cái gì trong nước. Mấy cái chỗ đó là phải cỡ như Novaland, Phạm Nhật Vượng người ta chơi mới nổi. Đúng không? Còn người dân thường không chơi nổi đâu. Bởi nhiều khi bạn hỏi sao Diêm qua Phú Quốc mua đất, mua làm con mẹ gì ngoài đó. Ngoài đó là chỗ đại gia, chứ không phải chỗ mấy tiểu gia. Nó thiệt. Tại bạn biết sao không? Các bạn không hiểu, tôi nói cho bạn nghe. Cái đất nó đang hoang sơ mà bạn muốn phát triển đó, bạn phải đầu tư cả 1 tỷ đô trong đó. Bằng xây dựng hạ tầng, xây dựng đường nội đô, xây dựng những công trình kiến trúc, những cái điểm nhấn, những cái resort, những khu ăn chơi nó liên kết vùng 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 với nhau. Thậm chí bạn xây phải cái cảng biển, cái bến tàu nữa thì bạn mới phát triển được. Cái chỗ đó là chỗ của đại gia, chứ không phải chỗ của mấy thằng có đầu dài đồng bạc cắt mà đặt đầu tư. Hiểu không? Bên Mỹ lo cạo móng đi An Nhiên. Nó Phú ông nói chuyện đúng rồi đó. Chứ giờ Việt Kiều cầm hẻ dưới 10 tỷ về Việt Nam thôi, chả làm được gì cả. Nói thiệt đừng giận nha, đừng buồn nha. Tại vì dân dân Việt Nam bây giờ hơn 10 tỷ nó coi thường lắm. Thậm mình chỉ cầm được 10 tỷ mà mình là người xứ lạ nữa, mà mình về mình đầu tư với người địa phương nữa thì ăn gì tụi nó. Đúng không? Trong làm ăn là chém giết nhau, chứ đừng có nghĩ trong làm ăn là giúp đỡ nhau kiếm tiền. Đúng chưa? Bây giờ cái thằng địa phương kia nó biết chỗ đó ăn được thì cái 10 tỷ này nó bứng cái một. Đúng không mấy bạn? Mấy bạn đồng ý với quan điểm của tôi không? Nó còn tại sao mà thằng địa phương á nó không bỏ 10 tỷ ra nó hốt chỗ này mà nó vụ bà Việt Kiều? Ồ, suy nghĩ kỹ đi hay đầu tư nghe. Khu Củ Chi đang phát triển lên, Củ Chi mua đất đi gì? Còn lâu. Củ Chi gần biên giới, có mấy khu công nghiệp công nhân không à bà ơi. Em mở phòng gym cho nó thôi chứ em đâu có mua đất đầu tư làm chi. Chừng nào quận 12 của em nhà cao tầng không em lên Củ Chi liền luôn á. Củ Chi giờ trên đó toàn là trồng cỏ nuôi bò không à, chứ có mấy khu công nghiệp Củ Chi thôi.
Nên cái vấn đề mà đầu tư hồi nãy Duy Nguyễn nói rất là chính xác đó, các bạn lắng nghe đi. Đúng không? Nếu mà chỗ đó ăn được thì tại sao thằng trong nước nó không bỏ tiền ra nó quất đi mà nó dụ bà Việt Kiều? Có nhiêu đâu, 2 3 tỷ. Chả là gì cả. Trời, khu thủ tướng Khải cậy thủ tướng chứ. Đúng không? Việt Nam này có bao nhiêu thủ tướng? Bộ đất thuộc của thủ tướng chỗ nào cũng ngon sao? Tập đoàn Vingroup về rồi đó thì cãi ổng, để cho Vingroup làm cho giàu lên đi em về theo. Đúng không? Chứ bây giờ tự nhiên nó đang đầu tư mà em đút đầu vô đầu tư, lỡ nó fail cái em fail tao nói à. Không được, em không làm ăn cái đó. Vụ Việt Kiều về mới bán được à, vậy đất ma hả? Vụ Việt Kiều mới bán được vậy, suy ra đất ma. Cần Giờ thì sao anh? Thôi dẹp đi mày ơi, Cần Giờ có cái cầu là không biết kiếp nào xong kìa, đang triển khai đẹp lắm, triển khai đẹp nhưng mà quan trọng có người ở hay không chị, đúng không? Bây giờ mình làm dịch vụ là mình cần người ở chứ mình đâu cần tòa nhà, đúng không? Mình đâu cần tòa nhà đâu, em làm game mà em đâu cần tòa nhà, em cần người ở thôi. Cách làm du lịch của Thái Lan với Việt Nam như thế nào? Thôi mày ơi, Việt Nam tao thiệt mày, trong Đông Nam Á này Việt Nam làm du lịch chắc hơn được thằng Singapore, ủa lộn, hơn được thằng Campuchia với Lào với Myanmar thôi, so con khỉ gì tới Thái Lan chứ. Vậy dân đông nghẹt à. Vậy em hỏi chị nha, nếu mà ở khu chị em về mở phòng gym 1 triệu một tháng thực tập đúng không, tiền BT em bán một gói 150 triệu, một gói 100 triệu, một gói 50 triệu, thì chị nhắm bao nhiêu người dân ở đó chơi nổi? Ồ, em làm là vậy đó, chứ không phải là mở phòng gym ra 250 ngàn tháng đâu. Đúng không? Nhưng mà dân cư đó, quan trọng là dân cư nằm mức độ nào. Hay là toàn là mấy nhà nghèo xong nó lên đó nó mua nhà trả góp không à. Nó mua nhà trả góp đã đời xong rồi tiền góp nhà nó hết mẹ thì xài rồi. Rồi em bán gym cho nó làm sao được, chết luôn á. Trời đất, cái khu này của em đại gia không à, toàn là biệt thự không à, mà em còn chết lên chết xuống đó chị. Có khi những tháng tụt doanh số này nọ rồi mấy nhỏ gái làm sale nó stress tắc kinh luôn á, có giỡn đâu, làm ăn nó khó lắm, không có đơn giản như các bạn nghĩ đâu, nhiều khi tôi ngủ không được luôn á. Chị nói em đầu tư đất thôi không nói ghi thôi, đầu tư đất làm cái gì, chia tiền đâu đầu tư đất, không có tiền nữa hả? Sao bữa nay bị cân băng vậy đâu mà cái tiền bạc lẻ nó chuyển nhiều dữ trời. Sao nó nhiều Mẹ nó bán cái gì mà vậy? 590 ngàn hoài vậy? Nãy giờ bán cho ba ngủ Trời ơi, bán đồ xe ốp chứ gì? rồi. Thấy không? Cái tên bộ phương á. Ủa? 59 là nó không á. 59. Một ngày của anh kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Hên hên thì vài tỷ, xui lỗ luôn. Bình thường, làm ăn mà. Mức sống với vùng miền 10, quận 12 miền Trung nhiều, nó không chịu xài. Thôi mấy ông nội miền Trung là không hy vọng mày ơi. Tao là tao mở phòng gym vùng 12 là tao kiếm giới CEO, giới giám đốc ngành, với giới quan chức, với giới tài phiệt. Chứ mấy người công nhân thôi thua rồi. Đúng không? Tại vì ở trong quận 12 đó, tại sao anh mở quận 12? Tại vì đơn giản á, dân ở Bình Thủ vòng 1 nhiều khi nó hứng lên nó vô chỗ anh tập. Tại chỗ anh đẳng cấp. Nói Củ Chi nó xuống tập luôn tại chỗ anh đẳng cấp. Bên Gò Vấp nó qua tập luôn tại chỗ anh đẳng cấp. Còn ở trong quận 12 anh đánh như những đối tượng sau đây là chủ nhà hàng. Tại nhà quận 12 nó rất là nhiều nhà hàng, chủ quán nhậu, đó, chủ bất động sản. Rồi anh đánh vô cái giới mà những cái giám đốc và những cái quản lý của những khu công nghiệp. Bia Heineken, Bia Tiger này nọ đó, anh đánh vô CEO trong đó. Đó. Anh cho mấy con đào của anh mà gọi là mấy CEO nó đi đánh gôn đúng không? Đứng ở trước trước cửa gôn luôn, đó. Bán hàng. Nó đánh vô cái giới đó đó, giới quản lý và giới điều hành. Chứ phòng ghi mười 12 đó công nhân thôi chứ thôi, công nhân thiếu cha về phòng 200 ngàn một tháng kìa. Không. Tại những cái giới đó là khách hàng VIP mày ơi, mình gà chơi khách hàng VIP là rung đùi, hiểu không? Nó vô làm một cái cặp 200 triệu, 150 triệu, 70 triệu. Thằng nào ví dụ như nó quản lý đúng không? Là nó 20 triệu một tháng nó có tiền đóng liên tiếp cho trả góp luôn. Ôi má, má giờ mở phòng game cho trả góp luôn mày. Trả góp lãi suất 0% nha. Đó. Làm gì mở game mà một ngày vài tỷ? Tao tao làm ăn nhiều lắm mày ơi, chứ mở game không sao sao giàu. Mở game một phòng game một tháng kiếm được có vài trăm triệu mà.
tập gym chim teo tao bị rồi, tại mày tập gym mày ngu học á, thực phẩm bổ sung BBT mày không uống mày đi mày chích steroid đó, thì chim mày teo tại chắc mày ngu thôi chứ. Anh Duy có biết mấy cái vụ miếng đất mấy ngàn mét vuông ở Nhà Bè không? Biết vụ của Hoàng Anh Gia Lai phải không? Quận 12 có khu biệt thự VIP gần trung tâm quận bên Lê Thị Riêng. Khu biệt thự VIP Lê Thị Riêng. Khu em sang khu Lê Thị Riêng nữa. Khu Lê Thị Riêng là khu nghèo. Khu Lê Thị Riêng nó chỉ được một cái là ngay trung tâm quận, chỗ đó thì ok. Còn đi vô trong chút xíu nữa nghèo như chó. Trời đất ơi, trong đó dân toàn nuôi gà không nổi. Bây giờ ở Sài Gòn đi vô cái nhà tan trước là cho thuê quán ăn sau nuôi gà không không? Khu em nghĩ là quận 12 đầu tư cái đường Lê Thị Riêng, anh chả biết đầu tư để làm cái méo gì nữa luôn. Thì thay vì đầu tư đường Lê Thị Riêng, sao tăng mở rộng đường Lê Văn Khương? Đường Lê Văn Khương là cái trục nó liên quận, nó liên tỉnh, nó liên huyện tùm lum la hết. Còn tự nhiên cái đường Lê Thị Riêng nó làm được chút xíu nó cục mấy em. Chả hiểu làm chi nữa. Mà trong khi cái đường Lê Thị Riêng nó song song với đường Lê Văn Khương, cách nhau còn xíu. Nó nói thiệt với mày, quận 12 mà chừng 5 năm sau đó, nó làm xong nút An Sương, và anh chỉ cần nó mở rộng đường Lê Văn Khương và nó xẻ cái đường Thạnh Xuân 25, nó làm bự lên để nối cái khu của anh với cái khu Thạnh Xuân là cái như má đất tạo lên gấp 3 gấp 4 lần luôn đó, gấp 3 gấp 4 lần luôn em. Đầu tư để bán đất của mấy ổng đù, mấy này nói chuyện có kiến thức nè, thằng này nói chuyện hay nè. Quận 12 có khu Hiệp Thành City. Ừ, quận Hiệp Thành City nằm trong đường đường gì Nguyễn Thị Bích gì đó. Hồi trước cũng tính mua đất trong đó mà không có đất để mua mẹ ơi. Chắc người dân muốn cạnh tranh với gà 2 đô nên họ nuôi. Giảm rồi bà nuôi gà đá đó. Má mình nói nuôi gà cho nó nghèo nghèo thôi chứ nuôi gà trống không à. Mấy con gà đá đó bán 1 triệu không đó. Cạnh tranh nhiều không anh, hay anh là trùm? Thì anh cạnh tranh với tụi Cali rồi đó, chứ còn mấy phòng game nhỏ đâu cạnh tranh đâu. Anh Duy có bao nhiêu tiền tổng tài khoản? Mày hỏi để mày xin hay mày hỏi để mày cướp? Hả? Trả lời đi đừng ngại. Anh ra Đà Nẵng mua đất đi, khoảng vài năm sau là trên 10 tỷ. Cầm chó gì, tao Sài Gòn 2 năm kiếm được 10 tỷ rồi. Tao leo qua tới Đà Nẵng tao mua mà vài năm sau mới được 10 tỷ hả? Thôi Đà Nẵng đầu tư mới lên ba ơi. Đúng không? Tao nói mày giờ cầm tiền ra quận 9 mua đất đi. Chừng 2 năm là 10 tỷ là chuyện nhỏ. Lã Xuân Quay rồi đó. Nguyễn Hữu Nam rồi đó. Mày biết bến xe miền Đông không? Bến xe miền Đông nó xây độ VIP cực kỳ VIP luôn. Nó xây theo mô hình của Mỹ đó mấy em. Đó. Là trên bến xe miền Đông có tuyến metro chạy ra nè, trong đó có trung tâm thương mại cao cấp đồ nè. Khu đó nó lên như quỷ. Ngày trước á, đất ở đó là gì? Có 7 triệu mét vuông, chó nó không mua luôn á. Đâu tự nhiên cái dự án nó ra một cái bây giờ nó 50 mấy triệu rồi kìa. Nó lên bao nhiêu, đúng không? Nguyễn Xiển đồ đó. Ủa, mấy cái đường sàm sàm chứ giờ mắc kinh, lò lu đồ. Nó có bệnh viện ung bú á mấy em, nó có bệnh viện ung bú với có bến xe miền Đông, bến xe miền Đông, rồi đại học Fulbright. Đại học Fulbright là cái đại học mà ngày xưa mà cái ông gì Hoa Hoa mà bị bà Tôn Ngọc gì Thị Ninh gì đó, bà Đam đó. Rồi chưa kể nó khu công nghệ cao là mấy tập đoàn như Samsung nè, rồi gì Intel nè, Microsoft đóng quân ở đó. Ra Đà Nẵng là mấy con khỉ gì mày ơi, Đà Nẵng mày thành phố em. Không có tuổi gì so với Sài Gòn hết á, đừng dẹp dẹp mẹ Đà Nẵng gần bên đi, nó nói vậy ngứa đầu thiệt á. Đà Nẵng của em á thì là trùm miền Trung, anh công nhận. Nhưng mà chả là cái gì so với cái Hồ Chí Minh xí đì hết em. Hà Nội chưa bằng nữa so với Hồ Chí Minh xí đì. Đúng không? Tối ngày vụ hoài. Sống ở lò lu y chang dưới quê, giờ hết quê đòn. Ồ, nó có những cái tên đường nó hài lắm em, lò lu rồi đường gì, đường như đình làng phong phú, quá đường vậy đó, quá đường siêu siêu hèn luôn. Mua đất ở ven sông mở quán nhậu không anh, đồ khùng.
Đoạn qua đất ven sông chừng mấy năm sau nữa nó xây toàn là cao ốc không à. Cái quán nhậu của mày lẻ loi đó làm kém sang khu ven sông mày. Ủa mà ven sông nào vậy? Hả? Ven sông nào? 3 tháng 2 so với Lê Hồng Phong thì cái nào ngon hơn? 3 tháng 2 ngon hơn chứ. Đường 3 tháng 2 đường trục chính, đường Lê Hồng Phong và đường trục phụ. Trục phụ tuổi gì? Đúng không? Cái đường Lê Hồng Phong là khúc đầu á, là nó giáp với khu Kỳ Hòa, khúc đuôi với mẹ nó giáp với đường đường Trần Đạo họ tịch đường. Đường đó không phải đường huyết mạch. Đó. Còn đường 3 tháng 2 người ta đường huyết mạch, đường 3 tháng 2 đi từ đông qua tây luôn. Đó. Đường 3 tháng 2 nó nối với bến xe miền Tây, nó chạy dọc dọc nó chạy qua tới mẹ tới quận 9 luôn. Cái đường siêu VIP. Trời ơi mấy ông tính hết rồi mẹ ơi, ngày thành lập đảng mà đâu có tầm thường, đúng không? Còn ông Lê Hồng Phong thì ông là con của đảng thôi, đúng không? Làm sao bằng được cái ngày thành lập đảng, hiểu không? Mấy ông đặt tên đường mấy ông tính hết rồi. Đà Nẵng chuẩn bị xây một hầm giống Thủ Thiêm rồi đó anh. Kệ xây thì cứ xây thôi, cái thành phố nhỏ như cái lỗ mũi, đúng không? Tụi mới ra thành phố đó chạy vòng chưa hết xăng buồn quá. Đam không hỏi chị que xong hỏi xong nào. Quận 10 có Lý Thường Kiệt với 3 tháng 2 là trục chính đó. Lý Thường Kiệt cũng không chính bằng 3 tháng 2, 3 tháng 2 chính hơn nhiều chứ. 3 tháng 2 mà khu mà áo cưới ánh linh linh đụng vô chánh ngắt. Còn Lý Thường Kiệt có khu đại học Bách Khoa nhìn kém sang quá mấy em, đúng không? Khu đó kém sang toàn là ký ốt không mà nhìn nó tù. Còn đại học Bách Khoa hồi xưa nhìn ngon chứ giờ xấu quắc, đúng không? Nghĩ sao đường cái góc tường Tô Hiến Thành với Lý Thường Kiệt đường rất đẹp mà dính vô cái đại học Bách Khoa nhìn rất nghèo, đúng không em? Tao Bách Khoa nhưng mà tao thật đau đớn tao nói câu đó đó, rất nghèo, rất nhếch nhác, đi ngang thì toàn mùi nước đáy không à, cà ve đứng cả đùi. Bệnh hay sao sụt xịt ve đồ bữa đi miền Tây tới giờ đó. Còn làm vlog không anh, hôm qua mới ra đó ba. Đại học sao? Đại học xã hội nhân văn ở Lê Duẩn ok. Đâu cái đường sau nhân văn nằm Nguyễn Thị Minh Khai. Cổng chính Nguyễn Thị Minh Khai. Nói chung thì cũng thường thôi chứ ok gì. Nói chung đại học ở Việt Nam này á, như thấy chả trường nào đẹp hết. Không xấu quá. Sao sao mà gọi vậy? Nào gọi hả? Mày gọi hả? Lộn nút quá. Bữa anh Duy vừa chạy xe mẹt vừa bởi nhạc phê vải, mẹt VIP mà. Đại học FPT ở quận 9 đang xây đẹp lắm anh. Ủa sao cái gì mà nó cũng ra vô quận 9 của anh hết trơn vậy em? Ngại quá à. Sao cái gì nó cũng ra quận 9 hết trơn vậy? Anh ra mua đất ven biển đường Nguyễn Tất Thành đi anh. Một lời khoảng 6 tỷ đó nhanh ra chụp đi. Thì mày ra mà chụp đi. Lời nhiều quá mà chụp đi cho mày giàu. Tao giàu rồi tao không còn chụp nữa nha. Đại học kinh tế là ghê nhất, có cái đồ ghê. Tao nói thiệt cho mày, tất cả những đại học ở miền Nam, kể cả miền Bắc, chả trường nào tao thấy đẹp. Kiến trúc nó cũ, nó xưa mà nó sến xuống. Đại học gì đâu, đi vô hôi gì cú. Má toilet siêu dơ luôn. Thua. Hồi xưa tụi bay đi học, tụi bay chưa ra đời, thì tụi bay thấy vậy, tụi bay tự hào. Hồi xưa tao không giống như tụi mày vậy đó. Tự hào Bách Khoa đó. Xong rồi tao ra đời thời gian thấy Bách Khoa dở quá. Không phải là dạy dở mà là những cái khoản về vệ sinh, về kiến trúc, về này về kia nó dở. Xây trường học phải mấy khu mới là phải xây cao lên 50 tầng đồ. Đúng không? Xây lè tè có 3-4 tấm đi thang bộ không, chả có nổi cái thang máy.
mà tao thấy toàn là tỷ tỷ không á, ngàn tỷ không, mấy trăm tỷ không kia chết được. Còn cái hàng rào đúng xấu luôn, không quản lý được vỉa hè trước trường đại học, để cho mấy cái thằng nó bán giáo trình tào lao, phá mỹ quan, đúng không em? Chơi phải như đại sứ quán Mỹ vậy đó, sạch sẽ vậy đó, thằng nào đậu xe đó tỉa liền, ghê không? Đi ngang đại sứ quán Mỹ đi, mày ghé chụp hình cái coi bảo đảm kia cầm AK ra, không biết cầm súng gì nữa, get out, get out. Như bên Facebook hồi nãy nhớ gọi điện thoại giờ bị lắc luôn rồi, phá không rồi. Nổ hả? Cha mà gọi hả? Đúng không em? Phá không. Nói về chất lượng dạy thì trường nào VIP? Đại học quốc gia VIP nhất rồi. Dân Huế hiếu học hơn dân Sài Gòn, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hiếu học làng chuyện nhưng quan trọng làm được cái khỉ gì kìa ông ơi. Có mấy thằng học ngu chết mẹ cũng hiếu học nữa, đúng không? Chả lại làm gì hết á. Hiếu học là tốt, nhưng mà cái gì cũng vậy thôi, nó phải đi liền với thực tiễn. Ông học xong ông làm được cái gì? Hay ông học xong ông kéo nhau ông đi phản động, đúng không? Hay ông học xong ông đi chửi đất nước? Hello sếp đẹp trai, chào em. Bằng đại học ở Việt Nam ra nước ngoài không có giá trị sử dụng, không có cái đầu cha mà chúng có. Bằng đại học nào ra nước ngoài không có giá trị sử dụng, đúng không? Mày học đại học ở Việt Nam giỏi ra nước ngoài tự nhiên mày giàu thôi. Mày cạo neo mày cũng mắc hơn người ta nữa, tại vì mày cạo neo mày có kiến thức, mày có tiếng Anh nữa, mày nói chuyện với mấy nhỏ khách hàng của mày thì mày giỏi thôi. Chứ tại sao mày nói chuyện một cái câu mà phủ định sạch trơn vậy thằng ngu? Thằng này phản động nè, thằng này mất dạy nè. Thằng này là cái thằng mẹ nó đà chà chà đạp Việt Nam nè. Nói chuyện không có nói gì được không em? Mày nói chuyện mày phủ định sạch trơn. Mày nói gì tao chịu. Ví dụ như học công nghệ thông tin ở nước ngoài xong rồi đi qua bên Mỹ đi xin vô Google làm á, nó không chịu. Ok đúng. Đúng không? Cái đó thì đúng. Chứ làm gì cái bằng đại học mà không có giá trị. Không có giá trị về về cái bằng cái cấp cái công nhận của xã hội, nhưng mà cũng có giá trị của con người mày. Mày học 4 năm đại học chi mày ngu vậy? Mày không có được gì trơn người ta không công nhận mày luôn hả? Đam nói vậy được không em? Nói chuyện phải nói cho đàng hoàng, tao ghét chút mấy thằng mà xỏ lát cái này đó. Trước năm 75 đại học văn khoa đẹp và lãng mạn. Thôi bỏ cái trước năm 75 đi cô ơi. Cô cái trước 75 hoài. Khổ cô quá à. Vì sao neo Mỹ sống khỏe hơn neo Việt Nam? Sống khỏe cái gì? Khổ như con chó chứ khỏe. Sao mày biết neo Việt Nam sống không khỏe? Đâu mày làm neo mà mở tiệm đi. Còn mày đi làm neo dạo mà mày đòi khỏe. Mày bỏ ra chừng 3 tỷ mày để co cái tiệm neo đi. Rồi mày tuyển đào vô đi. Mày cạo đàng hoàng vô coi. Khách không nườm nượp nữa thôi á. Mày khỏi đóng thuế nhà nước luôn, đúng không? Mèo Việt Nam làm gì phải đóng thuế. Anh đi phỏng vấn Mỹ nói tiếng Việt hay tiếng Anh? Tiếng Việt ông nội. Không lẽ bây giờ đúng mày không biết tiếng của nó rồi nó không cho qua hả? Làm gì có đạo đó. Bình thường thôi, nói tiếng Việt. Có thông dịch viên nè. Giờ tao phỏng vấn đi Nhật nè, không lẽ tao qua tao nói tiếng Nhật? Không có thông dịch viên hết á. Dân Việt Nam chưa có chỗ nào xây mộ vài tỷ như dân Huế. Đầu điên, mà chưa đi hết Việt Nam sao mày biết. Mà về miền Tây kìa, mày coi mộ người ta kìa. Cái mộ vài tỷ là cái chuyện nhỏ mày ơi. Ví dụ mày nói mộ 100 tỷ thì nó mới lớn. Mộ vài tỷ.
xin visa du lịch cần chứng minh tiền thôi phải không Duy? Nói chung hồ sơ nó có nhiều cái đó, nhưng mà tiền là quan trọng, đúng không? Hồ sơ nó có nhiều cái vấn đề đó. Nhưng mà những cái giấy tờ khác thì đơn giản, nhưng mà cái tiền là cái quan trọng. Thế căn cước thay chứng minh nhân dân được không anh? Được em. Căn cước thay chứng minh nhân được mà. Nhớ lưu ý nha. Em có lưu ý á, có gì mà lưu ý cho người đồng ai giao rồi, cái nào gì mà gì nhớ chọn. Lưu ý chưa? Đừng quy chụp như thế chứ, không lẽ người sống ở Sài Gòn trước năm 75 tới giờ là đất sao lộng ngôn trẩu. Đúng rồi. Chị cô nói vậy cô đồng ý. Mỗi thời có một cái đẹp riêng. Anh Duy ơi, anh với Minh Lâm là bạn à? Đúng rồi. Nghĩa Trang An Viên ở Bình Dương kìa, vào trách đi. Không tiền đừng đụng vào. Con còn trẻ mà con không trách Nghĩa Trang đâu nha cô, để cho mấy anh kia nó trách đi. Anh nói đúng, còn cự bằng ở mình ra nước ngoài đa số không được nước nào công nhận. Ông công nhận theo cái nghĩa nào, đúng không? Bây giờ ông đi xin việc, ông nộp cái bằng vô người ta không lấy là đúng rồi. Nhưng mà tôi đang nói ở đây á, tôi không quan trọng cái bằng, mà tôi quan trọng là trong 4 năm giảng đường tôi học được cái gì. Thì khi mình đi ra nước nào đi chăng nữa, mình phải show up cái đó cho người ta thấy. Thì khi mà người ta thấy mày ghê quá, người ta chả còn phải dám hỏi mày cái bằng nào, đúng không? Còn mày đang nói là cái bằng giấy. Và ngược lại vậy thôi. Đúng, ví dụ như mày cầm cái bằng bên Mỹ, mày vô đây tao cũng chả nhận mày. Mày phải show up cho tao thấy là ừ mày có năng lực mà làm việc đi. Còn cái bằng nào của mày, bằng bên Mỹ dạy mày tao cũng chả quan tâm. Bằng Việt Nam dạy mày tao cũng chả quan tâm. Nên mày dở thì mới nhận cái bằng, còn mày giỏi thì mày chả nhận cái bằng, ok. Mày tối ngày lý luận kiểu nhà quê. Bây giờ nó thiệt cho mày, chỉ có nhà nước nó mới tuyển bằng thôi. Ở đâu tuyển bằng nữa. Nó mày vô đây mày làm cho tao, tao quăng cho mày đó, mày kiếm tiền cho tao, ok, ở lại. Mày không cần kiếm tiền được cho tao, phắng, đúng không? Còn nhà nước thì nó quan liêu đó, muốn lên cái vị trí này thì phải có bằng thạc sĩ, xong rồi đi học tụng tại chức, học chui học lũi, mua từ lưa hết đó. Cái ổ tiêu cực chứ là gì? Kinh tế Việt Nam toàn nhập về bán, vậy chủ lực Việt Nam mình là gì? Gì nói chuyện bớt ngu đi con chó, năm giờ rồi xuất siêu đó con. Nhập cái đầu cha mà chứ nhập. Thiếu cha gì? Ủa mà hải sản xuất siêu, cà phê xuất siêu. Đó, nông nghiệp xuất. Dầu khí xuất. Thiếu cha gì? Dịch vụ xuất, du lịch. Nhà hàng, khách sạn, tùm lum các kiểu. Thằng này nói chuyện ngu thiệt chứ. Anh đi thi thể hình không anh? Thi thể hình có tiền có bạc đâu thi, mẹ chích te roi vô về nhảo con cu nữa. Mệt quá. Tao tiền bạc gái gú cả nùi không lo hưởng, đi lo đi thi thể hình. Muốn cô gái trước tiên phải show up cho nó mình có cái gì, đúng không anh? Chính xác em. Xuất nhiều nhưng vẫn phải nhập đồ Trung Quốc về Việt Nam bình thường. Đời mà có nhập có xuất, đúng không? Mày ăn mày phải có ỉa vậy. Mày lên cái gì? Đâu mà nói như mày kìa. Thằng Singapore chai nước nó phải nhập kìa. Nó nhập thiếu cha gì đó, đúng không? Nhưng nó xuất trí tệ thì nó vẫn sống, nó vẫn phát triển thôi. Ăn ăn cái con khỉ. Ngu kinh tế mà ham rên. Ủa thằng Mỹ đó, thằng nhập siêu á,
đó, thằng Mỹ nhập siêu đó, sao nó vẫn phát triển vậy, hiểu không? Nói chung là mấy em từ từ, mấy em mấy này bên Bigo mà đẳng nó vậy thôi, từ từ nó luyện lên nha. Số liệu xuất siêu của sản phẩm 100% công ty vốn nước ngoài chưa? Mày vốn nước ngoài, vốn trong nước, kệ mẹ mày, mày sản xuất lãnh thổ Việt Nam thì xuất siêu vẫn tính cho Việt Nam, thằng mày ngu kinh tế ta. Mày hài thiệt chứ. Bây giờ tao cóc cần biết mày vốn nào. Ok chưa? Đó. Bây giờ mày làm ở lãnh thổ Việt Nam này, mày đi xuất siêu, mày vẫn tính vào GDP của Việt Nam, đúng không? Thì lúc đó Việt Nam mình ăn nhờ dịch vụ của nó. Má mày hay quá. Bây giờ Việt Nam là 100% FDI cũng được nữa, chả sao cả, xuất siêu là ok, đúng không? Mày xuất siêu là mày làm ăn được, mày làm được, mày đóng thuế cho tao, mày giải quyết lao động cho tao, mày nâng cao dân trí cho dân tao, tao có lợi, ảnh gì? Ngu kinh tế mà ham rên nè. Ý mày nói thằng Samsung như vậy, đúng không? Tao cho mày Việt Nam này 100% FDI cũng được nữa, đúng không? Tao tham gia vô chuỗi cung ứng được của mày thì tốt, còn nếu mà tao không gia tham gia nổi cái chuỗi cung ứng mày thì từ từ. Cái tao có lợi là lợi gì? Lợi về lao động. Cái tao có lợi về lợi gì? Là thuế. Cái tao có lợi là gì? Về bất động sản. Cái tao có lợi là thu hút đầu tư. Thiếu cha gì cái có lợi, mày ngu vậy, đúng không? Nếu mà thằng Bắc Ninh nó không nhờ Samsung thì nó có ngày hôm nay không? Nó cũng chết mẹ nó rồi. Thì nói chung cũng nhờ thằng Samsung, tao có lợi cho dân tộc tao, thế thôi. Giờ người ta còn dựa vào GDP để đánh giá không? Lúc nào mà chả dựa vào GDP mày? Mày có tiền mà nói chuyện cứng với tao vậy đó, còn mày nghèo mà nói không nổi đâu, đúng không? Nếu mà tao thật sự mày á, mày nói chuyện mà không có đồng tiền bảo kê á, thì mày không có nói lời nổi những cái lời cứng như anh Duy Nguyễn nha. Ở đó mà không dựa vào GDP. Anh có dạy khóa nào về kinh doanh không anh? Nè, đang dạy nè em. Nay còn dạy bi da không chú? Còn luôn con. Nhạc nào chú cũng nhảy hết con. Làm đại lý cho anh cần bao nhiêu tiền? 200-300 triệu trở lên nha em. Hai cái ISO em. ISO LAT và ISO BOT nha. Khoảng 500 ok không anh? Ok em. Muốn mở tiệm cần gì trước tiên anh, tiền em? Đối với anh làm money talk, đúng không? Không có tiền đừng bạn gì, nó mệt lắm. Năm ngoái bán được 300.000 xe hơi là nhiều hay ít so với quy mô dân số nước ta anh? Tao cũng biết nhiều ít, nhưng mà giờ thấy xe hơi Việt Nam đi nhiều quá mẹ ơi. Chắc nhiều quá. 300.000 là nhiều chứ, đúng không? Có tiền đòi đi gửi ngân hàng đi. Có tiền gửi ngân hàng là ngu cha, không biết làm ăn. Ở mấy nước phát triển thì có tiền nó gửi ngân hàng mới được. Còn ở về mình Việt Nam mình, nó có tiền là phải bung ra đầu tư chứ. Cái thời này không đầu tư thì chừng nào mới đầu tư, đúng không? Chả lẽ mày muốn con cháu mà sau này nghèo như chó, tiền đi học nó lo trả nổi, đúng không? Bây giờ mình phải kiếm tiền để cho con mình đi ăn học cho nó có điều kiện. Nghèo thì đi học trường công, giàu thì đi học trường tư, mà siêu giàu thì đi học trường quốc tế. Nó còn mướn cô giáo về dạy kèm nữa. Nó không phải giỡn đâu ba. Nhiều khi mấy Mỹ màu nói chuyện như thiên đường, nó nói vậy nè mấy em. Đi học bên Mỹ không tốn tiền, bà mẹ mày khỏi học thêm mà, đúng không? Ở trong trường dạy tốt. Ừ tốt, ừ tốt lắm. Nó nói chuyện làm biếng nói đó mấy em. Thì có bây giờ mẹ đẻ đứa con nữa, nuôi còn tốn con vợ nữa. Thằng nào có con rồi, hiểu không? Má có đứa con nuôi tốn con vợ luôn. Con vợ cùng lắm đập cho nó vài viên kim cương là nó câm mỏ thôi. Còn con cái nhiều khi quá mệt lắm mày ơi. Đóng tiền cho nó học, cái nó làm biếng học, đúng không? Nó quậy, nó phá, trời ơi, nhức banh cái não luôn.
Gì nói đúng không mấy em? Cháu tao học trường quốc tế tháng 12 triệu, quốc tế của bắp. Quốc tế gì 12 triệu ba? Đúng không? Quốc tế bây giờ thì có một tháng là phải 50 triệu. Làm gì có giá 12 triệu? Trường nó trường giỏm rồi. Sáu ba phần trăm sinh viên mình thất nghiệp khi ra trường đấy cu. Ok mẹ nó ngu thì nó thất nghiệp thôi, chứ xã hội nó cạnh tranh mà, giờ mày muốn sao, đúng không? Thì bây giờ mày thương tụi nó thì mày mở công ty ra, mày mướn tụi nó vô làm đi, còn mày không làm được cái chuyện đó thì mày cấm ăn. Đúng không? Chứ bây giờ ra trường thì có nồi, mình mà mình thuê người á thì mình phải lựa được cái đứa nào làm việc cho mình đó, mình trả cho nó 10 triệu một tháng, nó kiếm cho mình phải 20 triệu thì mới sống được, mới tồn tại được chứ. Còn mày thương nó thì mày đem nó về mày nhận đi. Lớp 1 đó anh hả? À, lớp 1 chắc em tính tiền học phí thôi chứ. Cháu của anh học lớp 1 có mầm non, có mẫu giáo, có một tháng 50 củ đó em. Tiền tiền học nè, rồi tiền đưa rước nè, tiền ăn nè. Đó, nói chung là tất cả những tiền tốn cho một đứa nó học ở trong trường quốc tế, tháng 50 triệu. Ủa 1 tháng hay 2 tháng ta? Hình như 1 tháng gì đó em ơi. Hình chắc mẹ nhớ không chắc nha. Hình như 2 tháng thì phải. 2 tháng nhiều tháng 25. Vậy là cái phần của em mà chắc cũng có lý, nhưng mà em chưa tính mấy cái tiền kia. Em chưa tính mấy cái tiền kia, em tính tiền học phí thôi, còn mấy tiền kia nữa. Trình độ đào tạo đại học mình rất tệ, lý thuyết nhiều hơn thực hành, tệ cha mà chứ tệ. Tao nói thiệt với mày, trình độ đào tạo Việt Nam không tệ, mà chỉ có cái tệ là đúng, lấy cái điểm đầu vào thấp quá để cho nó đi học nhiều quá thôi. Đó. Thí dụ như bây giờ á, siết lại mấy cái trường tư đi, mấy cái trường tư tụi bay dạy cũng được nữa, nhưng mà lấy điểm 20 điểm trở lên đậu dưới rớt. Còn tụi bay lấy mà có 11, 12 điểm á, thì tụi bay tuyển vô toàn là mấy thằng ngu không à. Mấy thằng ngu thì nó học ra thì nó cũng ngu thôi, đúng không? Nó ngu rồi xong rồi nó thất nghiệp, nó đổ thừa định mệnh, nó chửi luôn cả nền giáo dục nữa thì đâu có được mấy em. Chỉ có cái lỗi đó thôi à, chứ giáo dục Việt Nam dạy bao ác đó, chương trình học rất nặng. Thằng này chưa đi học chưa biết rồi. Việc Úc trên đường 3 tháng 2. Việc Úc trên đường 3 tháng 2 là ngon rồi. Chắc em tính tiền học phí thôi, em cộng mấy khoản kia nữa, chắc em đưa rước nó đúng không? Thì nói chung giờ đưa rước thì cũng được. Đó. Nhưng mà đưa rước nó mất thời gian quá. Nó mất thời gian, ai có thời gian thì đưa rước thôi, chứ không quăng mẹ cho xe đưa về. Xe đưa về với tiền ăn nữa là 1 tháng là bèo nhất phải 25 củ rồi. Cái trường đó là thuộc dạng ngon nhất Việt Nam rồi đó. Đại gia cho học trường đó không à. Đại học y thi 27 điểm còn rớt như anh thì rớt thì nó chạy vô trường khác chứ đâu có, nó đâu rớt luôn đâu. Thì ý anh nói là mình phải siết lại cái đầu vào. Trường y thì anh không nói, nó giỏi rồi, nhưng mấy trường cô bắp kia kìa. Nói chung giáo dục Việt Nam là ok. Chỉ có cách đó là anh nói là cho mấy thằng ngu nó đậu nhiều quá thôi. Mấy thằng đó cho học trung cấp đi, học đại học đâu cũng có nổi, hiểu không? Rờ mít và Tôn Đức Thắng quận 7, em thấy nó ok đó anh. Cái rờ mít đó thì hình như nó đại học mà. Tôn Đức Thắng quận 7 hả? Quá trường Tôn Đức Thắng thấy cùi thấy mẹ, ok gì mày, hồi xưa đó dân lập á, đúng không? Điểm thì có mười mấy điểm đậu rồi, ok gì. Tôn Đức Thắng giờ dạy ổn mà, giờ là nó có tiến bộ mà.
Thủ Thiêm là tương lai của Sài Gòn. Không, Sài Gòn nhiều tương lai lắm em. Thủ Thiêm chỉ là một cái đô thị ở quận 2 thôi. Sài Gòn này dự án nhiều tương lai lắm. Anh nói thiệt với mày, những cái dự án như Thủ Thiêm ở Sài Gòn này mười mấy cái. Nên đừng có khỏi so thằng Sài Gòn với thằng nào ở Đông Nam Á đi, không nào bằng hết. Nhưng mà chờ nó tỉnh giấc cái đã. Giờ đang chuẩn bị nó cục cửa, nó đang quá cấp. Chào anh Di, em là fan cuồng nhiệt của anh nè, có mua sức không em? Nhà bè anh thấy sao? Cùi. Nhà bè lâu lắm em. Nhà bè nó là ngoại ô mà, đúng không? Ngoại ô thì sao nó giàu được. Em không nghe bài hát hả? Dùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Xong rồi nhà ở bên ở trong thành phố đó. Em sống trong giàu sang, quen gấm nhung đài trang, đi về xe đón đưa. Đó. 200 năm trôi qua, ân tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọt bèo. Anh Duy đánh giá sao về kinh tế Thái Lan? Bình thường. Kinh tế Thái Lan có đâu đánh giá. Nó chả có gì hơn Việt Nam cả. Nó cũng chỉ là mấy cái mà mấy cái ngành nhỏ nhỏ như là mua bán rồi nông sản rồi gì chút đỉnh thôi. Mấy cái đó Việt Nam mình dư sức có. Sinh viên nghèo còn đập cây đàn nữa boss, đúng rồi. Đập vỡ cây đàn, giận đời đập vỡ cây đàn. Có tiền ra Bình Thuận mua đất chơi gì? Xin lỗi mày Sài Gòn, tao mua còn chưa hết nữa, ra Bình Thuận làm con khỉ gì, ăn thanh long hả mày? Vũ không à. Mày ác thiệt chứ. Dạy yoga thành phố đủ sống không anh? Ai biết đâu, tao sắp mướn theo giáo viên yoga nè. Đất nước Thái Lan còn chưa giàu bằng Duy mà. Má nói chuyện kiểu gì vậy ba? Long An, vùng cận thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh lắm anh. Thì cũng hy vọng nó trở thành thành phố vệ tinh. Anh em học ngành xây dựng bao giàu? Giàu con khỉ giàu. Còn mày học xây dựng ra làm cu ly cùng lắm coi cai thân tháng 11 cũ mày. Đen như con chó mực. Coi cai đỡ đó. Ông mới ra sợ vẽ bản vẽ thôi á. Vẽ bản vẽ thiết kế 2D. Má vẽ xong giám đốc kêu lên tán một tay bóp bóp vẽ ngu vậy mày. Thôi sao ngu anh. Em vẽ đúng tấm sách mà. Sách cha mày sách. Mày vẽ vậy sao tao xây nhà cho người ta. Tự nhiên người ta mua miếng đất cũng 500 mét vuông mà vẽ cái nhà người ta có 200 mét sao người ta xây được. Cái xong mà cái nói ủa mà trong sách quy định vậy mà anh. Quy định con mẹ mày nói ngu nữa. Bây giờ là mình ra đời làm ăn là phải bùa ba. Bùa sao anh? Gì mày không biết bùa hả? Mày vẽ vậy cho anh, cho anh, cho anh. Rồi xong. Thua. Đại học kinh tế là ngon nhất. Mày nói về ngoại thương nó chửi cho nghe. Vẽ lên xây, sập xuống thì ngu ra. Bậy bậy, cái đó không phải vẽ. Cái đó lỗi thẩm định ông ơi. Ông nói chuyện ông hiểu mẹ gì hết. Cái thằng vẽ là không chịu trách nhiệm nha. Nó thích thì nó vẽ sao vẽ. Thằng thẩm định nó thẩm định lại. Thẩm định về kết cấu, đúng không? Nó mà vẽ ngu cho mày. Nền đất yếu mà vẽ cái cọc này chết mẹ người ta rồi. Đó. Thằng vẽ nó có quyền sai. Nhưng mà khi mà xây nhà sai là thằng thẩm định chết. Thằng thẩm định với thằng xây là hai thằng chết. Chứ làm gì thằng vẽ chết. Thằng kia không ký vô sao vẽ được, đúng không? Ông ta vẽ, tao vẽ thoải mái thôi, tao học vẽ mà. Cái kết cấu tao đâu có rành đâu. Nhưng mà công trình nhỏ nó bù luôn kết cấu. Tao thấy nhà kế bên làm sao nó bắt chước làm gì đó. Không thẩm định khỉ gì trơn trọi á. Khỏi đo nào địa chất luôn. Khỏi đo điếc gì trơn. Tao nhà kế bên qua hỏi, ê nhà mày mấy cái cọc vậy? Xong nói nhà tao 50 cái cọc rồi, ok. Tao vẽ qua đây 40 cây thôi, tao tham nhũng 10 cây. Đúng, xong rồi chơi cọc, cọc này tải 100 tấn nha, rồi ok mà vẽ 160 thôi. Nhà nó ở có nhà này nó ở có hai vợ chồng đứa con nó chịch thôi, cùng nó không có sập đâu. Tham cũng được 40 tấn nữa. Xây dựng gì mới giàu mày ơi.
học trong trường ra mướn mà vô của nước ăn mài luôn. Nhà Mỹ thì chắc khỏi cần bản vẽ, thiết kế toàn là ván gỗ với sắt thôi. BBT mới xây bao nhiêu tỷ anh? Phần thô 10 tỷ em. Tao úp hợp đồng cho tụi bay coi rồi, tụi bay hỏi hoài vậy. Phần thô 10 tỷ, hoàn thiện thì chắc gần 10 tỷ. Hôm nay kiếp đồng nhanh lắc 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 quá trời. Mười tỷ thì bằng nhà em là sao? Bằng nguyên cái nhà mà luôn hay bằng cái phần thô của nhà mày? Chờ anh xíu anh đi xả lũ nha mấy em, chịu hết nổi nè, nó bí bọng đái quá. Chị Thanh ở đây chị. Chị ơi, chị ký cho em cái địa chỉ của ông này cái. Mày tăng mới lạnh lên tí xíu lạnh mày. Cái Facebook của anh nó bị lắc comment nha mấy em. Cái này anh biết nhà Mỹ họ làm nền với nhà chắc bằng bê tông, phần trên họ thích làm gỗ. Nghèo như chó tao mới làm gỗ, thích con khỉ. Má gỗ công nghiệp rẻ bèo ba ơi. Ủa, mấy cái nhà công nghiệp đó bạn làm gì? Mỹ là quốc gia công nghiệp, đâu phải ai cũng có tiền như ông Bush đâu, đúng không? Ông Bush ông làm nhà mới đẹp mấy em. Mấy em qua, mấy em coi nhà ông Bush đi. Còn không em coi mấy cái Trump Tower đi. Còn nhà dân bên Mỹ là nhà công nghiệp, ăn gà 2 đô, ở nhà chắc cũng 2 đô đó. Ủa, mấy cái mobile home, mấy cái nhà kết cấu, mấy cái module nó lắp cập lại mà đâu có đẳng bằng nhà Việt Nam mình mấy em. Nói thiệt với mày, mình anh Duy Nguyễn anh đi anh tự hào nhà Việt Nam mình nó đẳng cấp. Mấy cái nước khác nhà nó xấu quá à. Thằng Thái Lan cũng vậy nữa, nhà giỏ mày. Singapore còn khổ hơn nữa. Singapore nó có nhà mấy em, nó ở trong chung cư không à. Thằng Singapore đó mà tụi em muốn nó có nhà nó ở là thằng đó nó siêu giàu, nó mới ở nhà nổi. Nhà xe của Singapore không mẹ siêu mắc, siêu giàu luôn. Nó có khu nhà giàu, khu nhà giàu của nó là mấy cái biệt thự nhỏ nhỏ đó, mà biệt thự của nó xấu quá cả. Nông nghiệp bây giờ cần gì để phát triển? Cần Phạm Nhật Vượng vô làm để phát triển mày ơi, còn đưa cho nông dân làm thua túc tắc qua ngày thôi. Phần khô là dành phần thô, phần thô cho phần khô em. Phần thô là cái nhà của em nó xây nó hoàn thiện về mặt điện nước, tức là nó lắp ống ở trong á, nó có dây điện ở trong á mà nó chưa lắp bóng đèn đó. Phần thô là cái phần mà nhà nó đen thui á đó, cái nhà mà xây nó đen thui với mấy con gạch nó đen thui á, đó là phần thô đúng không? Rồi sau khi phần thô đó là cái phần hoàn thiện là phần trang trí cho cái nhà. Trang trí cho cái nhà thì nó không có giá, tùy em trang trí cái gì, hiểu chưa? Còn phần thô nó có giá nè. Còn chơi cái màn chìa khóa trao tay là nguy hiểm lắm nha. Cái màn mà chìa khóa trao tay là anh thầu cho nó từ A tới Z, nó sẽ làm phần thô, nó làm hoàn thiện cho em luôn, xong nó tính tiền em. Nó mua phần hoàn thiện đẻo là chết mẹ, đúng không? Trên giấy tờ nó ghi là rèm cửa của Bỉ, nó màn sáo Hà Lan, mắc tiền, để cho em hàng Trung Quốc thấy mụ luôn. Phần thô nhà của anh Duy 10 tỷ bằng nguyên cái nhà hoàn thiện của em. Ừ, anh xây pháo đài mà em. Phần thô của anh nó bằng 2, gấp 2 lần phần thô nhà người ta đó. Tại vì anh xây phần thô cái móng nhà rất là khủng khiếp.
cái móng rất là khủng khiếp, cái sàn rất là dày và sắt rất là bự, mê tông mát cao nữa đó. Tường là tường 20 bình thường, khoe tường là tầm thường đúng không, nhưng phần thô của anh là về cái móng nè, về cái sàn rất là VIP, very very VIP. Cái cột nữa, cái cột của anh là một thằng ôm không hết đó, cái cột của anh là cỡ nhường đạt phải ba thằng đó, nó ôm kinh lắm em. Em qua em buồn chín thì quận 12 được, nhìn cái cột đi, nó nhìn cái cột thấy đẳng cấp rồi. Mấy hàng xóm qua nó tò mò lắm, cũng có nhà này xây gì ta, ai mà xây pháo đài bên này hả, nó không biết nổi phòng game mấy em, nó qua nó nhìn quán rồi chứ phải ta, hết dám đụng luôn. Đậu bữa kia hen, thấy tao qua hen, tao đậu con mẹt vào đường tao đi bộ qua đó, tưởng anh cùi bắp mày, nó hất cái mặt lên trời. Thấy công nhân của anh cũng ít nữa, đậu nó hất cái mặt lên trời. Bữa sau thấy đổ móng sàn một của cái bê tông nó kéo 50 xe kẹt mạng đường luôn. Trời ơi, đủ, đó là nhìn anh bằng ánh mắt khác liền, hết dám sủa với anh luôn. Xong rồi mỗi lần giờ anh qua thăm nhà là một anh Duy Nguyễn, hai anh Duy Nguyễn liền. Bữa nào làm xong cho em qua tập với nhen. Giờ ngoan dễ sợ. Nó thiệt cái thằng Duy Nguyễn đi đâu xây nhà tao cũng sợ hết. Anh xây phòng thô kinh lắm. Phòng thô cực kỳ kinh khủng luôn. Khối lượng sắt thép vật tư quá dữ, mỗi lần đổ bê tông cái kẹt đường hết, nhà nào cũng vậy hết. Nhiều khi mà đổ bê tông mình náy mà nó đông quá, xe bê tông mà nó chở nó đứng nù từ chiếc hài kinh. Vậy hàng xóm có lấy tiền tạ không anh, nó nói chơi sao chứ nó không tập đâu mày ơi. Thường hàng xóm anh không tập, dưới quê nhà cấp 4 đa phần sử dụng đòn tay gỗ cho đỡ tốn kém. Nhà cấp 4 ở đâu cũng vậy chứ mày. Nhà cấp 4 không phải là cái nhà mà nó là cái chòi nha. Cái đó Duy nói thật, nói thẳng luôn. Ở Việt Nam này nhà cấp 4 không kêu là cái nhà, đó là cái chòi. Nên các bạn ở bên Mỹ cũng nên tự tin đi, cái nào là cái nhà nói cho nó rõ, cái nào là cái chòi nói cho rõ nha. Mở mồm ra cái nào cũng nhà hết chứ. Đâu có được. Đúng không? Nhà cấp 4 coi như không có nhà mà đó chỉ là miếng đất. Nhà cấp 4 khi mà bạn bán, bạn không được tính vô tiền nhà. Đúng không? Tại thằng nào nó mua nhà đó đập mẹ hết rồi nó xây lại chứ ai để nhà đó ở. Đó là nó là sự thật. Có vài xe nổ lên 50, 50 có thể không tới nhưng cỡ 35. Thì bây giờ đó tao đổ 300 mét khối, 300 mét khối bê tông. Thì một xe bê tông nó chở được 6-7 mét chứ nhiều. Đúng không? Tao nói sai không? Một xe bê tông nó chở được 6-7 mét là cùng với gì? Thì bây giờ mày chia có phải là 30-40 xe không thằng ngu? Nó mới nghèo bị đặt đú nữa. Đúng không mấy em? Trước khi á, mày phản biện người ta mày phải có kiến thức. Đó. Bây giờ mày chia giùm tao đi. Bây giờ mấy em thử, mấy em hiểu đi. Một xe bê tông đổ được bao nhiêu mét? Đúng không? Mà cái móng anh 300 mét. Giấy tờ biêu bổng tao trả đàng hoàng. Đó. Thì bao nhiêu xe? Nghèo mà đú à. Xe 7m3 hả? Nhiều khi nó 7m thì sao? Nó đâu có chạy đủ với 7m3 đâu. Bên Mỹ làm nhà trả góp 500.000 đô chết mẹ, còn ở Việt Nam mua đất rồi xây gần hết 200.000, 300.000. Trời đất ơi, nói thiệt chứ bạn, bên Mỹ mà mua nhà trả góp mà cái nhà 500.000 đô là cũng phải đại gia rồi, chứ người thường đâu dám bỏ số tiền đó ra mua nhà đâu bạn. Đâu có nhà 500.000 đô mà VIP á. Bảy mét ba là 7m khối đó ông nội. À trời đụng, sorry, mày viết 7m3 số ma phải viết nằm ở trên nóc nhà tao mới biết là 7m khối. Tự nhiên mày ghi 7m3 đúng không? Tao tưởng 7.3m đúng không, có thể là mày sai đúng không. 7m khối thì mày phải ghi là 7m xong rồi số 3 nằm ở trên nóc nhà của chữ M đúng không, nó mới đúng lực. Viết không được, trời đất ơi, xài code em sub nè, sub đó, hiểu không? Rồi vậy là 300m chia cho 7 ra nhiêu xe. Ông thấy sơ sơ là để coi 300 mà chia cho 10 là 30 xe, mà chia cho 7 ông nhiều quá ta. Không biết nhiêu nữa. anh hoàn thành xong một căn nhà khoảng 2 triệu đô không anh? 2 triệu đô là 46 tỷ. Gì mắc vậy ba?
Bây giờ bỏ tiền đất, không tính tiền đất, tiền nhà phần thô là 10 tỷ đúng không? Thì tiền hoàn thiện nó cũng xoay quanh số 10 tỷ đó, tao làm nhà thì số 11. Đó, tiền hoàn thiện khoảng 10 tỷ rồi, ok, thêm tiền máy nữa. Thì cái nhà tao xong mười hai mấy 30 tỷ thôi chứ làm gì mẹ 2 triệu đô cái gì vậy? 2 triệu đô tính luôn tiền đất. Nhiên, nó cho đúng, không có nổ. Tao ghét nổ lắm. Mày nổ lâu cho. Dân mình sống nhờ Việt Kiều gửi tiền đó anh chứ được lương được bao nhiêu? Ui Việt Kiều chó gì cũng mày sống nhờ Việt Kiều gửi tiền, nói chuyện nghe ngu giống heo cơ mày. Khua luôn. Việt Nam sống nhờ Việt tiền, Việt Kiều gửi tiền, đậu phộng. Thằng này nói chuyện hài thật. Hai không mười đặt thầu chìa khóa trao tay vì không có thời gian. Diện tích gần 80 m², xây 3,5 tấm, kể cả nội thất là 1 tỷ 2. Đất 9 năm rồi cũng ok. Đúng rồi, mày ok thiệt luôn á. 80 m² mà 3 tấm mấy mà 1,2 tỷ hả? Ê, sao rẻ cho mày? Chủ nhật bên Bigo trẩu nhiều quá, đúng rồi em. Kiều hối 1 năm 15 tỷ bao gồm xuất khẩu lao động thì đúng rồi. Kiều hối năm 15 tỷ nhầm nhò gì. 15 tỷ đô trả gì lớn hết. Đúng không? Xuất khẩu lao động người ta gửi tiền về cho gia đình người ta thì ok, gia đình người ta giàu thì mình cũng mừng cho người ta. Thế thôi. Chứ còn nói gì mày sống nhờ kiều hối là tao không có phục. Đúng không? Duy nói chuyện hay nhưng bớt chửi đi bạn, thì bạn lên mà nói chuyện đi. Tôi đâu có cấm bạn nói chuyện đâu. Đúng không? Nghe nói nhà nước xây cao tốc Bắc Nam 50 tỷ đô. Cái đó là đường sắt. Đường sắt nó mới 50 tỷ đô. Đường sắt bỏ rồi, không ai làm hết đó. Ra quốc hội bác nữa rồi. Mấy anh cha đường sắt này làm mất uy tín quá. Này sao lắc quậy nó quật thế. Sau 9 năm thì kể nhà và đất lời được 6 tỷ ấm rồi. Nói chung như cái nhà của Minh Vũ ok, đó là cái nhà đúng không, cái nhà đó là nhà chuẩn Việt Nam. Đằng này nói chuyện là tao hiểu rồi, nhà 3,5 tấm đó. Nhà còn cấp 4 phải, cái nhà em cấp 4 là ở tạm bợ thôi nha. Cấp 4 là ở tạm bợ, ở Việt Nam nếu mà nói về nhà đó là phải nhà 3,5 tấm, đó là chuẩn nhà căn bản đó. Hầu hết là những cái khu dự án, những khu đô thị gì gì đó, nhà mẫu là nhà 3,5 tấm hết. Nhà anh có Việt Kiều không? Còn mà có làm gì cho tao đam cho chết. Xây tàu cao tốc độ cao từ Đà Nẵng vào Sài Gòn mất 5 tiếng, 300 km/h sáng ở Đà Nẵng, chiều qua Sài Gòn. Chó nó đi mày ơi. Người ta đi mẹ nó máy bay cho nó sang, chứ ai đâu leo đích lên tàu đó ngồi. Đúng không? Mà bỏ ra số tiền quá lớn để đầu tư có ai làm không? Không. Gì cũng phải nói cho nó thực tế chút. Tụi bay có đi không? Đi mẹ nó đi, đi bamboo kìa. Đúng không? Check in có 30 phút mà leo leo đích lên chảnh 30 phút nữa tới Đà Nẵng. Hạ đích xuống sang mồm, tao đi bamboo. Rất quậy ta.
Xe tàu chủ yếu là vận chuyển đường hàng hóa Bắc Nam đúng giờ hơn đường bộ thôi. Ai mà chuyển hàng qua qua tàu cao tốc? Tàu cao tốc ta chở người ông ơi. Má tàu cao tốc chở hàng nữa hả? Có coi phim sếp Nhật Bản không? Mấy cái tàu đó chở người không à? Tôi thấy chở hàng đâu. Nghe anh nói phải đi bamboo thử mới được, đi bamboo ok mà. Duy cho mình số CT nhé, số CT rồi, là số gì? Em là fan cuồng đại ca, à fan cuồng thì dày là 500k nha em. À, số công ty hả? Rồi số công ty 0934111640. Anh thấy chú Nguyễn Xuân Phúc có men không? Chú Nguyễn Xuân Phúc là ai? Thủ tướng hả? Hay ai? Java đóng phim Nhật, đóng phim nó mới cho con người là con, là con mua hàng nghe. Bữa nay có con BT nó kiếm được 6 triệu, nó gái từ sáng tới giờ luôn trời. Công ty anh vui lắm em, quá đứa nào kiếm tiền nó lên rúp, nó ngồi nó gái te 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 vậy đó. Mấy 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 con mà kiếm được tiền tịch. Học quản trị kinh doanh có tương lai không anh? Có em, học quản trị kinh doanh ra làm sale cho anh nè. Bữa nay có xài Nokia nữa hả? Của nhân viên, của nhân viên nha. Em đi cày để dành tiền làm đại lý BBT được đó em. Anh Duy Audi V4 A4 chứ làm gì có Audi A4 V4 em. Nói một chút về ngành PT đi anh. Ngành PT ngon mà. Có đầu nói. Công ty anh còn tuyển vị trí gì ngoài PT không ạ? À? Shipper chứ bảo vệ em. Shipper uống súp nhiều cũng được hả anh, đúng rồi em. Nộp hồ sơ sao không anh? Hồ sơ chưa biết nộp thì ở nhà đi em ơi, hỏi gì nữa. Vừa vừa phải phải thôi, không có đi làm hồ sơ cũng biết nộp, vô đây hỏi nữa mấy em. Bảo vệ 1 tháng nhiêu anh? Ở nhà đi em. Em xin việc làm không biết anh nhận hay chưa, mà tao nghe hỏi lương cái anh tự ái lắm em. Mẹ vô vô chưa biết mẹ chứ hỏi lương là lên đường. Busy xe phức tạp không chú? Phức tạp lắm con. Busy xe ấy, gần 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 như là nghề nhạy cảm vậy đó. Bây giờ con có nhan sắc thì con vô công ty của chú con làm sale đi, kiếm tiền cho chú là được nha. À, làm lễ tân cũng được. À, công ty chú đang tuyển lễ tân kìa. Con về con làm lễ tân cho chú, con bào được tiền là ok. Shipper phong lên đội trưởng shipper cho anh lên rồi em. Shipper có cho làm part time không anh không ấy? Công ty lớn ai tuyển part time. Quản lý mệt lắm. Vô làm luôn chứ part time gì nữa.
chỗ đó có phường xã hay đường cho nhưng... nam để tân không anh không mày, để tân chuyển tuyển nữ với tuyển bd thôi, không tuyển nam đâu. Có khi nào anh Duy nhờ mấy ông xe ôm làm shipper lúc cấp bách không? Cái chuyện đó mấy đứa xe ôm nó anh có nhờ không? Tao đâu có biết. À, có thì mày chạy xe máy ra đây nè. Ra đường số 7 ra đây. Số 7, số 6 ra số 7 quẹo phải. Chạy chừng 500m đối diện với Phú Lộc Thọ có một quán chai tên là Trà Đạo. Ừ, vô đó mua cho anh tô hủ tiếu chai. Ừ, vậy thôi. Ăn phở qua chảy chai đó đi. Má bán mỡ không à. Ý là em dành ít nước béo đâu nghe mà để kỳ. Ừ. Anh Duy ơi, vốn em trong tầm tay 600 triệu ký hợp đồng công ty anh được không anh? Được, cầm tiền tới đây nói chuyện em. Chứ mấy cái chuyện làm ăn là mới online nha. Ở Việt Nam có Phúc Lộc Thọ nữa anh. Massage ba ơi. Tìm cái quán chai đó nằm đối diện với chợ chỗ massage. Bán cho mấy nhỏ massage dữ lắm luôn á. Có khi nào anh có tên trong danh sách tỷ phú đô la không anh? Không mày ơi, tiền nhiều quá xài sao hết, tao không có mộng nữa đâu. Vậy tí nữa em nhắn tin anh gửi địa chỉ công ty em qua nhé. Ok. Thiệt hả anh? Thiệt là thiệt cái gì? Mua súp như thế nào anh Duy ơi? Chuyển tiền nhận hàng em ơi, tư vấn cho nó luôn đi em ơi. Ngành quản lý đất đai có tương lai không anh? Mày làm cái con khỉ gì mà được quản lý đất đai? Mày hỏi tao không hiểu luôn á. Mày có cục đất nào chưa mà mày đòi làm ngành quản lý đất đai? Mấy con nhỏ massage nó ăn sướng lắm, chứ sao nữa, nó tiền nhiều mà. Massage ăn chay thì một chút vô trong kia làm nó ăn mặn. Chay mặn cân bằng mới phát triển được chứ. Có 1 tỷ mua xe gì ok anh VinFast em? Ngành công nghệ chế tạo máy sao anh? Bình thường em. Chào Mitsuni Baby nha. Bé Đại Nam nói anh Di cu nhỏ kìa. Tao bảo đảm mày không có bé Đại Nam mà nói câu đó hết đó. Chỉ có thằng xạo chó như mày dìm hàng tao thôi. Đúng không? Không có bé Đại Nam nào mà nói Di câu đó hết đó. Hiểu không? À, siêu dự án Bình Quế Thanh Đa công nhận buồn cười thật, mấy ông lên quy hoạch cho đã đời rồi không làm. Hồi nãy tao nói rồi, cái vấn đề đó hồi nãy đầu livestream tao nói rồi. Anh không ngủ trưa không mệt hả anh? Mệt làm sao được khi anh có nhiều tiền uống súp. Ai cũng có niềm tự hào dân tộc như anh thì tốt quá. Thì bây giờ phải theo anh Duy Nguyễn để có niềm tự hào dân tộc. Nghe. Anh Duy có 100 tỷ không muốn có vợ, chắc 1 tỷ đô chắc ở giá quá. Vợ con chỉ cho khổ mày ơi. Sống tự thân tự tại cho nó khỏe nha. Cường đô la nay chìm nghiễm rồi anh. Thì ai biểu làm công tử ăn chơi chả chịu, bị đặt hoàn lương đi làm ăn, mới có phi vụ một lên đường luôn. Trời đất ơi, bữa nay sao tự nhiên Mitsuni Baby tặng hoa cho anh nhiều vậy? Tối nay rảnh không đi chơi với anh đi. Anh Duy nổ quá, lúc trước anh bị bồ đá. Tao bị bồ đá hoài chứ gì, đâu phải lúc trước, bây giờ cũng bị mà. Mà nghe nó chửi tao nè. Ủa má trời chút ba. Má nó chửi tao, tao thu âm luôn mà. Trời chút nha mấy em.
anh kiếm được clip nó chửi anh cho coi nè. Thôi, hôm nay có gì chị nhìn em lạ quá vậy? Em bình thường. Bình thường tiếng không? Em đã nói là em bình thường mà, sao hối hoài vậy? Thì đi uống nước đi. Sao vậy? Anh cũng biết rồi đó. Việc học của em, sự nghiệp của em, em cần mối quan hệ, cần phát triển sự nghiệp của mình. Còn quen anh, em cảm thấy mình giống như là không có cái gì để phát triển tiếp tục được nữa hết. Em hẹn anh lần này là mình chia tay đi. Không, anh không đồng ý. Nhưng mà anh sẽ nghĩ lại đi, anh không muốn chia tay. Trước khi đến đây á, là em có quyết định của mình rồi, mình kết thúc đi. Quen anh em không có tương lai, anh hiểu không? Em có tình yêu là trò đùa à? Anh quen em 2 năm, mất bao nhiêu thời gian dành cho em. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió. Anh có buông tôi ra không? Không, anh không buông tình yêu của mình. Buông ra! Anh xem lại anh đi. Anh coi tôi là cái gì? Là người yêu của anh hả? Anh nói nghiêm túc với tình yêu hả? Một tuần lễ của anh, anh dành 5 ngày chơi game rồi, 2 ngày còn lại anh hẹn hò với tôi. Thì sao? Lúc nào cũng đến trễ, bắt tôi phải luôn ngồi đợi. Còn đi ăn á, tôi có hẹn anh đi chơi với bạn bè tôi. Rượu bia anh không uống, dầu mỡ anh không ăn. Tôi mất mặt với bạn bè tôi lắm, anh có hiểu không? Mình chia tay đi. Đó chỉ là tạm thời thôi mà em. Tạm thời hả? Anh nhìn lại anh đi. Nhìn lại bộ đồ trên người của anh sáng chảnh như vậy nè. Ai biết được anh hẹn người yêu mình đi ra uống. Một ly nước mía anh cũng không đủ tiền trả. Mình chia tay đi. Đừng cấm anh từ đây về sau, đừng làm phiền tới tôi nữa. Má đau lắm em. Nó bỏ anh đau lắm em. Đời khốn nạn.
Quá wow, được cười quá. Đường xá đi để cửa giữa đường vậy. Phá nó bỏ luôn. Ơi bạn, bạn ơi, thời buổi giờ cướp xe hơi nhiều lắm, phải khóa cửa lại nghe. Ôi, rồi sao? Tính ý kiến hả? Ý kiến hả? Ý kiến hả? 5/9 nữa. Thì ra tụi mày là cướp ngay. Phim 3D, ổ đoạn 3T nha. Tiền tình tạ. Để tao. Tại mày mày à dạ dạ đá xiển nhuyễn luôn, nó đá xiển nhuyễn luôn. Ấy dạ, ây da tao cho tụi bay 30 giây. Chơi nè. Tập tạ được làm cướp, cướp dao vô. À. Hồi lên đường. Mày tới tao giết tao đó. Mày tới đi. Tao giết thiệt á. Mày làm gì hả? Live stream coi mày giết người. Chạy. Anh Quân. Ở đâu đáng đâu. Mẹ Quân ơi. Quân. Còn bạn em làm gì? Cầm mấy cục sắt gọn chuột. Lão. Đúng là não phẳng mà. Lão. Tôi đã nói anh rồi. Anh làm ơn, em xa tôi ra đi. Đừng có làm phiền tôi nữa. Một thằng đàn ông nghèo như anh, chia đôi chuyện kiếm cơm với người yêu mình. Anh có xứng đáng là đàn ông không? Anh không có xứng đáng với tôi. Hồi buổi nào rồi? Anh có tiền có điều tranh hay quả trứng vàng tức quá. Không có tiền, tức mà ăn á anh ạ. Nó mạc của em ơi. Em theo anh là sự lựa chọn đúng đắn của em rồi đó. Cục cưng của anh. Nhưng mà em nên nhớ, em thích chiếc áo 50.000. Anh có 49.000. Anh đi mượn 1.000 để mua cho em cái áo 50.000. Những cái lúc á mà em mổ được thừa, em nằm trong bệnh viện, anh bỏ công ăn chuyện làm, bỏ tiền học hành, bỏ gì đó im đến ở bên em. Còn thằng này, nó có nhà, nó có xe, nhưng liệu nó có cho em được 4 năm hay không? Để con ngày hôm nay anh ngẩn mắt anh nhìn xem cuộc đời của em, cái cách chọn lựa của em ngày hôm nay là nó nát hay là nó thơm. Anh nhớ mãi Phong nhé. Yeah. Bởi vì sự lựa chọn của em mà đúng đắn rồi. Cục cưng của anh. Mày thưởng cho em đi. Đi vô đây anh thưởng cho. Con nhỏ nó không đáng đâu. Mày biết không, hồi nãy tao tính đấm vô mặt thằng Lùng nó một cái rồi, nhưng mà tao nghĩ nó không đáng. Tao sẽ chứng minh cho nó thấy, cho cái thế giới này thấy Duy Nguyễn là ai. Tốt, mày có bản lĩnh lắm, tao tin mày làm được. Phải thẳng cho
sóng gió cuộc đời như thế nào đi chăng nữa thì ý chí trai nghiêm cũng cần phải mạnh mẽ vượt qua. Qua bị khúc mắc rất đau trong tình yêu, nhưng trong sự nghiệp chưa có gì tiến triển thì con đường đi tiếp của Duy Nguyễn sẽ như thế nào? Xin mời các bạn đón xem tập tiếp theo của đời anh Gamer với tựa đề Gim chính là đời. Những năm đầu lập nghiệp, tôi phải làm nhiều nghề khác nhau để tập gym, mưu sinh. Cuộc sống của tôi bên cục sạc điện thoại bên mẹ già có coi tình đẹp đẽ thời sinh viên. Tôi thấm thía câu nói là một gamer đâu chỉ cơ bắp là được, mà phải là một gamer của gia đình vì là tạm thành công trong cuộc đời. Gym, gym, gym. Hạnh phúc đời ta không thể vắng xa. Gym chính là đời, nào đem lên sức mạnh để chắc ai. Cánh tay chẳng cần sức sống mà đời. Em chuyển từ máy True Gen sang F máy Defect thì cần lưu lý gì thì không uống cái trang nha, cách uống cái trang nha. Muốn audit kêu à. Thu à, sắp là kết thúc rồi nha, tập cuối rồi nha mấy em. Đang cài. Nghe nè Mitsuni baby, nói đi em. Xin chào mọi người nhé. Không mang được hạnh phúc cho người mình yêu thì chia tay. Thấy Duy nói thế mà sao nghe cây cú vậy? Đâu cây cú gì đâu anh. Cây cú gì trời. Phim thì mình diễn vậy đó, đúng không? Tại vì mình làm phim thì mình phải sao sạo chút. Chứ ngoài đời là em nhẹ lắm. Ở ngoài đời là em tặng cho mà nghe bài hát này nè. Chờ chút đi đó. Chờ chút em nha, em bán cho khách này cái đã. Khách mua nhiều quá. Dạ. Ngoài đời là em tặng cho bài hát cái gì đó, bài này nè. Mình chia tay đi. Bạn uống cái dao đạt, uống cái dao tu.
Ông này ổng quản lý rất tốt về mặt cảm xúc, phân tích rõ ràng mọi chuyện. Trời, ta giám đốc VIP mà ba. Vô. Đó, ở ngoài đời đang vậy đó nha. Còn trong phim là mình diễn cho nó sâu sâu vô. Chứ trong phim mà bị gái bỏ nó nhẹ quá thì nó cũng hơi sai sai. Hôm nay rảnh có thêm like với anh, ngày nào anh trả like em. Nghe anh đam mà lim dim luôn hả? Vlog mới thấy cái chiêu cho cá ăn của Thái được đó anh Di. Đúng rồi, má lợi hại đó má con. Tự nhiên nuôi cá cho nó luôn. Ra đường mà nói câu là người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em, nghe nó tự tin gì đâu á mấy em. Thằng kia nó mua tô hủ tiếu chay bên Canada rồi trời. Em chào anh Di thông minh đẹp trai. Anh chào em nói chuyện dễ thương nha. Nay ăn chay nha anh. Ừ, nay ăn chay. Tối anh ăn thịt nha. Chắc bị lạc rồi bố ơi. Thằng đó Cần Thơ nó lên nó mày ơi. À, mấy miền Tây lên nó làm ghê ghê. Mất đi người yêu em thì sao? Mất đi người yêu riêng đó. Gì? Nay anh đi ăn hủ tiếu chay hả? Ừ đúng rồi cô. Hôm nào nhận mình làm đệ tử đánh pizza được không? Không bạn ơi. Đâu có nhận đệ tử gì đâu. Thân ai nấy lo tự hào dân tộc mà không tiền thì vứt đi mấy cu. Không phải mày nói chuyện như mày đâu được mày. Mất dạy. Người ta không tiền, người ta vẫn tự hào dân tộc được vậy. Thằng này nói chuyện láo chó thiệt các bạn. Tao nói cho mày nghe nè. Tội nhỏ này nhìn lộn nhỏ kia, tụi nhỏ kia không trời. Giờ con gái công ty sao tụi đứa nào mày cũng tóc dài mông to hết, mặc đồ giống nhau nữa. Nói tới đâu rồi? À, nói tới cái vụ mà không tiền không được tự hào là tầm bậy. Mấy em không tiền, mấy em vẫn có quyền kiêu hãnh về dân tộc, vẫn có quyền tự hào về dân tộc. Đúng không? Trong trái tim tụi em là Việt Nam, trong khối óc tụi em là Việt Nam. Dòng máu tụi em chảy trong người là dòng máu Lạc Hồng, đúng không? Sau này tụi em gặp gỡ mấy thằng mà nước ngoài nó qua đây nó chơi đó, thì tụi em phải dương cao ngọn cờ dân tộc BA cho tụi nó biết về lịch sử văn hóa của đất nước Việt Nam. BA quảng cáo cho tụi nó về nét đẹp con người Việt Nam, cảnh vật tự nhiên thiên nhiên kiểu, thì đó là yêu nước. Đó. Chứ nói chuyện như mày chó má à. Bác Hồ đã từng nói là tất cả mọi đồng bào chúng ta đều phải yêu nước, đều phải chung tay gánh vác nhiệm vụ non sông, không phân biệt giai cấp. Ai có tiền thì cống hiến, ai không có tiền thì cống hiến bằng sức của mình. À, hiểu không? Bây giờ mày nói chuyện mày chia rẽ dân tộc mày. Thằng mất dạy. Mấy bạn đồng ý với quan điểm của mình không? Đúng không? Tôi không tiền tôi đóng góp bằng kiểu khác, tôi có tiền tôi đóng góp bằng kiểu khác, mày không có nói kiểu này được. Nghèo sao tự hào, nổi cứu sao tự hào. Đúng không? Mình nghèo là do mình có vấn đề. Mình nghèo là do mình chưa có tiền. Mình nghèo là do mình có thể kém may mắn.
đó, nhưng mà tự hào trên cái thành công chung của dân tộc. Vậy nói chuyện như mày nghèo không được tự hào Việt Nam có VinFast à, đúng không? Không lẽ giờ tao ở nhà lá tao không được tự hào Việt Nam có cái Denmark à, thằng ngu, đúng không mày? Mà thằng này nó phản động em, thằng này nó là chia rẽ dân tộc đó, nó liên kết với những người nghèo, nó đâm ra cái sự bất mãn, nó kích động thành phần không có tiền để chống đối à, với thành công chung của đất nước, đúng không? Thí dụ như mày nghèo không có tiền mà cho mày coi lai dạo của tao, mày có kiến thức, mày lấy kiến thức đó mày chia sẻ cho người ta chưa biết thì không được vậy. Riêng thằng này là phản động Chúa. Diễn biến hòa bình là sao vậy anh Duy? Lật đổ nhà nước bằng biện pháp hòa bình, cách mạng màu đó em, bất tuân dân sự rồi đó. Ví dụ như cái gì lợi dụng vô cái sự kiện BOT rồi gây mâu thuẫn nội bộ, gây mâu thuẫn giữa các tầng lớp của xã hội, kích động này nọ. Ừ, nói là thằng BBT nó ăn trên ngồi chóc, nói là thằng BBT nó bóc lột xương máu đồng bào để cho những người ta ngu á, người ta bị cuốn theo cái đó, tao tưởng nó thật. Người ta xuống đường, người ta biểu tình, người ta đình công, người ta không làm việc nữa, làm cho đất nước Việt Nam bị tê liệt, từ đó thay đổi chế độ, rút ngoại bang vô, làm cho chúng ta bị nồi da sáo thịt, xong rồi ngoại bang nó đè đầu cởi cổ chúng ta một cái cuộc cách mạng kêu là cuộc cách mạng màu. Cách mạng màu rồi cách mạng nhung đó, cách mạng nhẹ nhàng thôi nhưng mà chết đó em, đúng không? Mà giống như con ếch bây giờ em bóp nó đau quá nó chết, đúng không? Bây giờ em rút oxy từ từ ra nó ngập thở nó chết. Understand me? Đó. Để em kêu nó vô liên lạc với anh Dương Hiển liền nha mày. Trời chỗ nó bán kia xong vô kêu liền anh, mấy con nạn này. Mày vô mày nhắn tin hôm qua mày dạ, mày là thằng dạ đó. Cho anh Dương Hiển đã đời xong rồi mày không gọi điện cho ảnh, bây giờ ảnh coi like tao ảnh ấy nữa nè, tụi bay làm dịch vụ như cái lờ. Tao qua tao thấy Thái Lan làm dịch vụ cùi bắp về gặp đám gà mình cùi hơn Thái Lan nữa. Mày cái mờ mày hứa dạ rõ ràng, thằng này không qua có. Mà bây giờ mày lơ để khách mà hả gọi là complain với anh như vậy đó. Hèn chi mấy em gái nuôi cứ làm cách mạng màu với em. Anh là trai bao phải không? Mày có tiền mày bao nổi anh không? Bữa thấy anh đi với bà già. Trời bà già tao đi hoài à mày ơi. Tao đi với bà già, tao đi với con nít mà tao chơi luôn BD nữa. Vậy mới nhiều tiền hiểu không? À, mày thấy gì vậy? Im đi ba, đâu có làm ngành mà mày làm gùm hết nè. Diễn biến hòa bình nguy hiểm hơn quân sự đấy anh. Không có nguy hiểm gì, không nguy hiểm, mệt quá mày ơi. Chơi luôn BD, trời ơi chơi hết mày ơi. Tao là người hòa đồng lắm, ai tao cũng chơi hết á. BD cũng chơi, con nít cũng chơi đó. Già trẻ lớn bé gì chơi sạch, hiểu không? Miễn một tháng đóng cho tao 800 ngàn tiền tập, có lợi lên 1 triệu rồi, đóng 1 triệu tiền tập mua súp còn 2-3 triệu thôi. Riêng nghèo trái túi anh thấy chả tự hào nổi, kệ mẹ mày phản động nói làm chó gì. Sống trên đời phải có lý tưởng, đúng không? Ngày xưa bộ đội cũng nghèo trái túi thôi, nhưng mà họ vẫn lên làm nên cái trang thanh sử. Đó, đánh đuổi ngoại bang cho ngày nay con được sống. Đúng không mấy bạn? Miền Bắc hồi xưa cũng nghèo thấy mẹ luôn, Pháp nó vơ vét tài nguyên sau khi gọi là giành lại chính quyền thì ngân hàng của Đông Dương không đồng. Đúng không? Bác Hồ vẫn đứng ra kêu gọi tuần lễ vàng, kêu gọi là những người có tiền người ta ủng hộ này nọ kia, rồi những người nghèo ta đứng lên ta làm cách mạng. Đúng không? Cách mạng giải phóng miền Nam, cách mạng chống Pháp quay lại xâm chiếm Việt Nam. Thì nói như mày người ta nghèo, người ta không làm được cái gì, không tự hào được, cái thằng ngu phản động. Rồi trẩu cũng chơi luôn, chính xác em. Trẩu cũng chơi luôn nha. Dạ. Dạ, em kiếm được cái Zalo của mình chơi thấy hiển không anh? Dạ thầy, thấy hiển. Thấy là cái kia chắc có lạc thiệt rồi ta. Ủa em gửi cái hình mọi người. Dạ, em thấy rồi, em gửi hình mọi người. Dạ là em chắc Zalo chứ em. Mất đi người yêu em thì sao?
người nghèo, cu hỏi họ có tự hào dân tộc không? Hỏi đi, mày cứ hỏi thoải mái đi. Nghèo giàu gì chả tự hào dân tộc, bộ mày là con chó gì mà không có dân tộc mà tự hào. Đúng không? Nó nói chuyện mắc cười quá, tao nói thiệt với mày á. Trong 100.000 thằng Mỹ Màu thì cũng phải có một thằng nó tự hào dân tộc. Đúng không? Sống trên đời mà tự dân tộc không tự hào thì chết mẹ cho rồi đi. Đúng không mấy bạn? Thằng Ấn Độ thì nó phải tự hào về dân tộc của nó. Đó. Thằng Nhật Bản nó phải tự hào về dân tộc của nó. Thằng Việt Nam phải tự hào về dân tộc của nó. Đó là sứ mệnh thiêng liêng. Giờ nói chuyện như mày nghèo không tự hào dân tộc thôi, mày đập đầu vô cục đèn mà chết mẹ cho rồi đi chứ sống chi nữa. Đúng không? Đúng không các bạn? Chứ giờ sống đời lẻ loi quá, không có dân tộc gì, không có gì để tự hào, không có gì hết trơn, thôi sống chi. Duy bắt đầu đói rồi, sắp bực rồi. Anh đết cần tự hào dân tộc, anh chỉ cần tiền thôi cu. Thì kệ mẹ mày, mày chơi chơi với chó nữa, ai chơi với mày, đúng không? Riêng tao khinh bỉ những thằng như mày. Tiền tao dư sức cho mày, nhưng mà lòng tự tôn thì tao không cho được. Vậy thì tao cho tiền vô mặt mày, tao tát mày cho mày gãy mẹ hàm răng banh bà cái não đi. Chứ sống đây chi nữa đúng không? Tiền anh Duy Nguyễn mày dư. Nè, yên tâm đi. Cỡ như mày, anh sẽ cho mày tiền. Đó, xong anh sẽ dạy mày về hai bài dân tộc. Em treo cái tấm nhen thôi, tấm chung mới vui với em, tấm mình tấm không có vui đâu nhen. Đàn bạn gái tấm im đi nhen, còn bị đặt nói mạng nữa. Tụi nó tưởng tượng tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lòng cô thủ bóng lòng hoa. Cảnh khuya như vẻ người chưa ngủ vì treo, ủa lộn lộn, chưa ngủ vì lo nổi nước nhà. Nè. Nói chung là mini xanh bé bì tối nay rảnh không, đi chơi với anh không? Mệt quá à, rủ hoài không trả lời. Tiền cu chắc nhiều hơn tiền anh, ô riêng mày, mấy tao nói thiệt chứ, cỡ mày không có đủ tuổi nhé. Đó, tại vì tao tin tưởng rằng thằng có nhiều tiền á, thì cái đầu óc nó phải chơi được chút xíu nó mới có nhiều tiền. Còn cái đầu của mày thua đầu con chó nữa, tiền gì? Bây giờ mày muốn tiền mặt hay tiền online? Muốn bất động sản hay là động sản? Cái nào tổng hơn mày vậy đó? Ai tao không dám khe chứ cỡ như mày là quốc. Mấy thằng phản động mày, tao coi thường lắm mày thiệt luôn á. Phản động có chất anh mới nể. Đó. Ví dụ như phản động nói câu này nè. Ừ anh bây giờ anh nói thật, anh rất là bất mãn đất nước. Anh là anh không có gọi là anh là chống đối đảng Cộng sản tuyệt đối luôn đó. Nhưng mà một ngày đẹp trời rồi đó, chống đối đảng Cộng sản thì anh sẽ xây dựng một đất nước nó đẹp hơn, nó phồn thịnh hơn, nó văn minh hơn, người dân cơm no áo ấm nhiều hơn. Về quân sự anh tự lập, đúng không? Về kinh tế anh tự chủ đó. Rồi riêng những doanh nghiệp như Duy Nguyễn là sẽ tạo điều kiện phát triển tối đa luôn. Tại vì đánh giá Duy Nguyễn là người tài. Thì thằng phản động nó tao nể, đúng không? Thì tao chúc nó good luck to you thôi. Còn riêng thằng phản động như mày, anh đạp cái chân mạnh đi. Trên đời một thằng mà không có niềm tự hào dân tộc, thằng đó thua chó. Không nói nhiều nữa. Chó nó còn có niềm tự hào giống mồi, đúng không? Chó mà chủ nuôi nó đó, mà chủ bị gì nó còn buồn, nó còn rơi lệ. Đó. Thấy cảnh chó cứu chủ chưa? Còn sống người thua chó. Nói vậy thôi. Tiền em tuổi tí so với anh. Thôi ơi, đúng không? Nói chung á, thì bây giờ á, mày đam không lại là mày lú rồi, đúng không? Bây giờ tiền á, quốc số dư ra, không nói nhiều. Quăng số đỏ ra đây. Quăng chứng minh nhân dân cà vẹt ra đây. Đúng không? Tiền mà mày nói trên mạng vậy ai chịu mà. Đam không nổi người ta đó thì đừng có ẵn. Nè. Mà mẹ tao mới đam có vài câu mất mẹ bình tĩnh rồi. Bây giờ sủa không biết sủa tiếng chó hay tiếng mèo nữa kìa. Tao nói thiệt với mày, thằng có nhiều tiền là nó tự hào dân tộc rất kinh. Giống như tao nè, tao đi qua Thái Lan á, tao đập bàn cái đùi má vào chỗ nào mắc chất chỉ đi, đừng nói gì vòng nữa. Cái nói câu, anh tới cái chỗ nào không thằng nào dám đứng hết, chỗ đó mắc nhất. Tao tới chỗ đó lấy mẹ cái nhẫn đúng không? Nhiêu tiền? 75.000 bạc. Cái kia 85, 90, bên kia có cái nào mắc hơn không? 200 rồi cái bụp không nói nhiều, đó là tự hào dân tộc đó. Có tiền nó tự hào dân tộc theo kiểu đó đó. Mày ẵn con mẹ gì đừng có nói chuyện mà thằng có tiền nó mê tiền, nó không tự hào dân tộc, lộn rồi con. Nếu mà không tự hào dân tộc thì ông Phượng ông không quất cái lên mạc cao đùng đâu ba, đúng không? Ông trên cái lên mạc đó ông để hình nhỏ vũ nữ cởi vú đi, tự nhiên lên mạc ông để hình lá cờ tổ quốc chi vậy hả?
đúng không? Nếu mà không có tự hào dân tộc, ông thằng giàu tự hào dân tộc đó, thì ông vừa ông đặt cái mẹ gì đi, ông đặt cái Winmart chi vậy, ông đặt cái Winfast chi vậy. Win là gì? Win là VI, là Việt Nam. Nói chuyện mày ngu từ thằng nghèo tới thằng giàu luôn. Bởi vì tao rất là mẹ khinh bỉ những thằng mà phản động mà vô đây nói chuyện cho trá hình vậy đó. Về quê nhậu tôm càng sách đã của anh à, cái đó thì anh bị gì ta, cái tôm càng xanh đó thì anh bị dị ứng, em uống vô ăn vô cái nó say sẩm kỳ lắm. Anh ăn tôm sú được, tôm càng xanh anh chơi không được em. Win là Victory, bích cha mà chứ bích, đúng không? Anh không like Facebook nè, đang like nè. Ổng lợi dụng tự hào dân tộc để kiếm tiền thôi, cu. Ổng lợi dụng dân tộc hay không lợi dụng dân tộc, nhưng mà ổng đẳng cấp hơn mày rất là nhiều, đúng không? Đó, tao chỉ nói mày vậy thôi. Cái thằng phản động nó phải dựa dân tộc để cho nó có đồng minh, còn mày chà đạp luôn cả dân tộc nữa thì mày là thằng tàu khựa. Chết mẹ tao nói lộn kia, không phải tàu khựa nha, tàu tặc. Tao dùng chữ khựa. Victory là chiến thắng đó, logo VinFast. Bớt ngu đi con trai ơi. Chiến cha mà chỉ chiến. Nguyên cái dòng họ Win người ta mà chiến thắng. Nói chung là Duy mà Duy đam mấy thằng mà nó chà đạp dân tộc là Duy gắt lắm nha mấy bạn. Chơi gì chơi, đừng có đừng chà đạp dân tộc con trai nha. Đừng nói chuyện với thằng Phú Ông nữa, mọi người nó đầu tôm lai giống chó. Trời ơi, thằng kia lạc thiệt hả ta? Quán nó mua. Thôi đi xả lũ cái đây. Cô muốn khoe mẻ thì anh chơi biệt thự quận 1 có mấy cái. Đưa sổ đỏ ra đây ba ơi. Sủa chó gì? Đúng không? Rồi mày có mấy cái biệt thự quận 1 hả? Ta cho post video rồi lên bảo đảm công an là tán mày một tay liền. Đúng không? Công an nó bức xúc với mấy thằng mà gọi là không có sự tự hào dân tộc lắm. Không cần công an, thiếu cha gì ngành tới kiếm mày luôn. Biệt thự quận 1 có mấy cái, quăng ra đây. Chẳng hả mày? Mua đồ chai rồi ghé massage luôn. Hôm nay mới biết có tàu tặc, hồi giờ chỉ biết tàu tặc vui quá. Mày khôn ra inbox tao. Inbox là mấy con khỉ gì không có đánh háng mày ơi. Mẹ mày là gì tao phải inbox mày. Thôi. Em mới tập nhảy dây bị bắp chuối, có sao không anh? Nghỉ thời gian hết em. Rồi muốn da trời.
Đạt cũng đi ra không mày? Bé Trần Văn Đạt. Lê Văn Đạt không biết sao bữa nay mày lên công ty làm gì mày, ủa lên chơi lĩnh lương hả? Tối có like không anh hên xui em, giờ chưa biết, có tập game cho anh tập rồi em. Nói chung mà tụi em giao lưu với nó một xíu đi, chút anh tống ra đảo em. Nói chung cuộc đời anh làm biến nói chuyện với mấy khùng luôn. Mới coi 3T xong anh ơi, hóng tập 2 sắp có rồi nha em. Sắp có rồi. Quấn bi nhà với anh có lương không anh Di? Có em. Anh đâu có ký tên đâu mà có lương. Ờ đúng rồi, quên nữa. Không ký tên là không có lương. Chúc lương với giao. Mở máy lạnh nè, chuẩn bị đèn đuốc rồi anh em. Anh lùa cơ chút coi. Không bán cái phòng cho thằng kia, giờ nó nhà nó cài hoài à, nó không chơi nữa mày. Lên quán pizza là lãnh lương anh ơi. Chờ thằng kia đi mua hủ tiếu cái mày. Game game hạnh phúc đời ta. Anh ghi lóc phú ông ra đi, nó gái hoài. Kệ mẹ cho nó gái đi, rồi tôi bay tán cho mồm nó vài câu. Một chút anh nghĩ lại rồi anh lóc thôi. Có đồng ngại. Dứt đi. Ôi thằng khỉ nó mua nó đúng lông luôn. Quận 1 giá đất 200 tỷ hay 200 triệu em? 200 T là 200 gì? Yeah.
cần giá thì anh rất thế qua lại chứ không tính nghe nữa. Chắc chắn là cho nó hẹn công ty. Thôi đi quán pizza nhé. Khỉ kia đi lạc luôn rồi. Bữa nay thêm một sự tích bé miền Tây lên mua hàng cho sếp đi lạc nha. Thằng khốn nạn kia đâu rồi, lóc nó cái ơi. Sầm lông má thiệt, sàm nè con. Rồi xong nghỉ.